rồi, về hưu nghỉ sớm cho nó khỏe ông ơi. Làm tổng thống làm gì cho chúng nó chửi. Tôi bảo ông nghe, người ta nói làm vua mới sướng, làm tổng thống Mỹ không có sướng gì đâu. Nếu mà đã sướng thì tôi cũng đi ứng cử với ông cho vui rồi. Ây chà, ông này mà lên thì Chế Linh đi show mệt nghỉ. Này, tôi nói cho ông biết nha, kinh tế bây giờ nó đau lắm rồi. Tôi còn mỗi căn nhà này thôi đấy. Ông làm cái gì thì làm, nó mà kéo đi của tôi, ông đừng có mà nhìn mặt tôi nha. Chị Lý Sử. Bệnh giỏi, khỏe không? Người chứ phải hỏa tiễn đâu mà vừa nói xuất hiện ngay thế. Trời đất ơi, tôi tới trước cửa nhà chị, tôi mới lấy điện thoại alo cho chị mà. Con chào bác Lý Sự. Thôi kêu tôi Lý được rồi, Sự tên chồng tôi. Cô kêu cả cặp nghe kinh quá. Ê, thế hai bố con nay rảnh rỗi có chuyện gì qua đây không? Qua là phải có chuyện chứ. Con gái tôi đang đi làm mà tôi phải kêu nó từ sở chạy gấp về đây gặp chị đó. Gớm. Thì cái gì nói nhanh nhanh, cái tôi còn phải đi tập thể dục. Chị mà cũng tập thể dục có sao? Ôm xin lỗi ông anh đi, tôi mà không có work out thì làm sao mà tôi có cái body sexy ba vòng chập trùng khác nhau này được. Chị tập tạ phải không? Sao biết? Tạ đè riết người càng ngày càng lùn nè. Xin lỗi ông anh, lùn thì nó cũng có cái giá trị của lùn. Ông anh không nghe người ta nói à? Mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái. Tôi đang nằm trong diện lùn quý phái nha. Nói chuyện với mấy người đàn ông mà có con ve chó bên miệng nhiều lời lắm. Mệt hết hơi, tập thể dục cho nó khỏe. Chị ơi. Trời đất thôi ơi, đi bà. Thở vô mặt tao chóng mặt luôn rồi. Bà thấy bác Lý đó, tập thể dục mà cũng nè. Thôi mẹ ơi, hết bả tới mày à. Con nghĩ hôm nay bác Lý bận rồi đó. Bữa khác qua nói đi, nãy giờ qua đứng nè, không mời ngủ không có miếng nước. Xin lỗi. À, nói chung là em sorry, sit down bunny. Gì vậy? Có gì đâu mà chố mắt. Mời ngồi đấy, ngồi đi. Có chuyện gì nói nhanh hộ cái, gom nhiều việc lắm nha. Thì cái chuyện con trai chị thằng Dũng đó, với lại con Hải Đường con gái của tôi nè. Bữa trước tôi nói có nói chuyện trên điện thoại chị mà tôi thấy chị như cố tình lờ đi á. Bữa nay tôi dẫn nó qua để nói chuyện một lời cho xong. Thì ông anh cũng biết ý tôi rồi mà. Ba, dẹp đi ba. Bác Lý đã không thích rồi, ba cứ ngồi đây nói hoài làm gì nữa. Mày con gái mình cứ ào ào vậy, ai mà dám nhận mày là con dâu. Chị Lý à. Tôi nghe nói là hồi xưa là vợ tôi với chị có kết nghĩa làm chị em đúng không? Mà chị vừa lùn vừa già mà lúc nào cũng muốn làm em, có đúng không? Rồi hai người có hứa là gả con cho nhau nữa, có đúng không vậy? Thì nói chung thì là cũng chính xác. Mà tôi không bảo ông anh nghe, cái bà vợ nhà ông anh ấy, bà làm như bà có cái đam mê chuyện tàu đấy. Bà gặp tôi bà cứ bảo thôi mình kết nghĩa cái tình huynh đệ, cái tình tỉ muội, nói chung cái tình khỉ gió gì nhà bà ấy. Thế mà bây giờ cái chuyện đấy nó cũng đã lâu lắm rồi, thế ông anh nhớ làm cái gì, phiền lắm. Thôi dẹp đi ba, con nói rồi con không cần nha. Trời ơi, con có ế đâu mà sợ ba ngồi ba năn nỉ hoài vậy. Này cháu, thế ế hay không thì bác không biết, chứ mà 1-2 năm nữa mà không ai lấy thì cũng gọi là ống chề nhá. Con người thì bé tí, bày đặt thiên đường với hải đường. Chắc là ngày xưa bà nhà lại thích tướng cướp Bạch Hải Đường nên mới lấy tên nó Hải Đường cái gì. Tôi nhìn kỹ thì cháu nên là lấy tên Hải Tặc thì đúng hơn. Cướp con gái con lứa đứng rung cái chân như tướng cướp thấy cắt ghét. Chị ơi, tại vì đó vợ chồng tôi thích trồng cây kiểng lắm. Không? Bà mới lấy tên các loài hoa đặt tên. Bà là Hướng Dương. Còn đặt tên cho con nhỏ này là Hải Đường. Vậy đó. Sao không lấy tên ông anh là Hoa Vạn Thọ luôn, để lên bàn thờ cúng cho nó đủ bộ.
Được dạng thọ cũng đỡ. Ừ. Đó, mỗi lần bà nhìn mặt tôi, bà nói tôi kêu tôi là hoa cứt lợn mới chết chứ. Ừ thì đúng rồi, mặt anh giống mặt con heo thì bà kêu cứt lợn là đúng rồi. Thế mà cũng nói được rồi, buồn cười. Ba, đi về nha. Ừ. Ba không về, con về. Trời ơi, nói chuyện thấy phát ghét. Hèn chi chồng mà bỏ là đúng rồi. Trời ơi mày, nó dễ mày sao? Nó lé người ta phải nói nhỏ nhỏ thì mà nó ào mặt tao người ta chửi sao? Con thông cảm đi, mấy cái thứ người mày nhỏ con mặt khó ưa lắm. Tao nói có lớn quá không? Quá lớn rồi đó ba. À vậy hả? Vì lý sự cái ý tôi là muốn nói là chị là cái mấy người nhỏ con á. Ừ. À, nhìn nó dễ thương. Ừ. Con nhìn nè, coi mặt có lý nè, đó mắt nhỏ mũi bự mỏ chu nè, cái mặt này mà Halloween khỏi cần quá trang tao không biết là phù thủy. Coi lố quá không con? Tập 2 rồi đó. Nói chung thì tôi có già, tôi có nhỏ, tôi có xấu thế nào thì cũng chuyện của tôi. Bây giờ ông anh biết rồi đấy. Bây giờ cái đời sống của mình là đời sống America. Bởi vậy ấy, ông anh đừng có quan tâm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn linh tinh. Ôi trời, nhức hết cả đầu, tôi đau đầu quá. Dẹp cái vụ này đi nha ba. Một lần nữa thằng Nga. Ôi trời ơi, nó còn coi kỹ tướng con đây nè, thiếu gì người theo. Trời ơi, không biết sao bà già trước khi chết cứ bắt buộc là phải làm dâu cho bác thôi. Không biết ông Dũng sao mà nhìn mặt bà già này sao thấy hãm tài dữ. Còn tôi nói đúng á. À không không, ý tôi nói là má nó có để lại cho nó một cái thơ di chúc. À ừ, ừ. Đó. Ui dồi ôi, lại còn di chúc nữa. Thôi ông anh cho tôi cười tí cho thỏa mãn. Tôi bảo ông anh nghe, người ta giàu có thì người ta mới di chúc. Đằng này như bà vợ nhà anh nghèo thế mà còn bày đặt di chúc với chả di chéo. Này tôi còn nhớ mãi nhá, cái bà chị nhà anh ấy, bà có mỗi một cái quần thôi, vá chẳng vá đục vá mãi mà không có cái quần đi ăn tiệc. Thế mà di chúc mà làm cái gì? Ôi dồi ôi, nghe nó phiền não quá. Hải Đường. Dạ. Lấy cái thơ má con ra đây con. Bà đọc đi. Bầu. Mà thôi mày đọc đi, cái thơ này tao đọc cả trăm lần rồi. Tao không hiểu má mày lúc còn sống á thì thông minh sáng suốt, lúc sắp chết thì cái đầu tóc u tối hay sao á. Viết cái thơ kỳ cục quá. Đọc đi, đọc lớn cho bác Lý nghe. Cầm giùm con bác. Ba con Hải Đường ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị Lý Sự? Giật mình đâu có cần phải quá lố như vậy. Bay từ trong cái chỗ này mà bay ra tới ngoài nhà luôn. Đâu, coi lại mấy cái vòng coi có vòng nào bị móp không. May quá vòng trên còn nguyên. Thế này, tôi nói cho chị biết nhá, tôi lớn tuổi rồi, già cả rồi, có đọc cái gì thì bé mồm cái. Gớm con gái con lứa đọc cái gì hùng hùng hổ hổ, nghe giật hết cả người. Kinh khủng thật ý. Nè, đọc nó nhỏ thôi con. Dạ. Ba con Hải Đường ơi, chấm dấu than xuống thôi, thôi được rồi, thế cứ đọc thẳng đi, đừng có phết phẩy than thở, không có thời gian nhá. Tôi với ông đang sống với nhau ngon lành, khi không bác sĩ nói tôi bị ung thư ruột già, Mỹ nó kêu bằng colon cancer. Ba dạy mày sao? Tiếng Mỹ này phải nhấn nhá đúng chỗ. Colon cancer. Colon cancer. Tầm bấy tầm bạ. Tây với chả u khiếp thật. Do chứng táo bón lâu ngày không đi cầu được mới ra nông nổi này. Anh cho em xin ý kiến tí. Cái gì? Gớm cái dòng thư mỗi mấy chữ mà tôi phải cứ ý kiến suốt. Thế bây giờ bà chị nhà anh ấy, bà qua tới Mỹ rồi thì bà phải văn minh tí. Thay vì cái từ đi cầu, bà dùng từ zét cờ zoom đi. Thư di chúc mà bà phang hai chữ đi cầu. Vừa đọc một phát nghe ô nhiễm khắp hết cả nhà. Kinh quá. Ôi trời ơi, đau đầu quá. Ý kiến xong chưa bác? Dạ xong rồi chị đọc tiếp đi chị. Giờ tôi sắp chia tay ông, tôi có mấy điều muốn trăn trối lại cho ông. Ông ráng mà làm theo lời tôi dặn để tôi có thể ngậm cười nơi chín suối. Thứ nhất, hồi vợ chồng mình bế con Hải Đường đi vượt biển,
Tôi với chị lý sự có hứa với nhau là nếu trời cho tới bến bình yên, hai đứa tôi sẽ kết nghĩa chị em, và sau này tôi sẽ gả con Hải Đường cho thằng Dũng con chị Lý. Vậy sau khi tôi mất, ông với con Hải Đường nên giữ lời, đừng để tôi mang tiếng là người thất hứa. Ôi rồi, vớ va vớ vẩn. Người chết, người ta chết, người ta sắp chết sẵn rồi, ta muốn nói gì cái nói. Hơi đâu mà nghe gom, nghe đau hết cả đầu. Bác Lý ơi, bác để cho con đọc xong lá thơ của má con, sao bác nhảy vô không con hoài với bác. Dạ em xin lỗi chị đọc tiếp đi ạ. Sợ chị quá. Thứ hai, khi tôi chết, tôi để lại tiền cho con Hải Đường đặng nó có vốn làm ăn khi lấy chồng. Đó là bảo hiểm nhân thọ của tôi, $1,000,000. Trời đất ơi, chị nói vợ tôi nghèo sao mà chị cái quần chị mục dữ vậy chị Lý. Ôi chết, thôi quần mục mục kệ mẹ nó đi. Này, con ơi, thế nãy giờ con đọc cái gì mà có cái bảo hiểm cái gì mà một triệu trời đô đấy ơi, bảo hiểm nhân thọ $1,000,000. Ừ, bà để lại cho con Hải Đường khi nó lấy chồng, hiểu chưa, làm của hồi môn đó. Ừ, đọc tiếp đi con. Ừ, đọc tiếp đi con dâu của mẹ. Con ngồi đây đi con, ngồi đây đi con, đấy ngồi đi con, đọc tiếp đi con, đọc bực tiếp bội. Ừ. Thứ ba, ừ, tôi với ông hiện có 2 căn nhà trả gần xong hết mortgage rồi. Ông nên cho nứt con Hải Đường 1 căn đặng vợ chồng nó bắt đầu cuộc sống mới. Con ơi, con đừng đọc nữa. Mỗi lần con đọc mẹ nhớ đến mẹ con lắm con ơi. Mẹ nhớ mà mẹ đau hết cả lòng con ơi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như làn khói hiền dì dào. Trời ơi chị Hướng Dương ơi, lý ra chị phải lấy tên Đại Dương mới đúng chị Dương ơi. Chị Dương ơi, chị Dương, mỗi lần mà nhắc đến chị sao tôi nhớ chị quá. Chị Dương ơi là chị Dương, chị sống cùng đã tiếng chị về đây, chị chứng giám cho lòng thật của tôi. Tôi lúc nào cũng nhớ đến chị. Chị Dương ơi, cái gì vậy? Nhiều lúc tôi nhớ đến chị còn hơn nhớ đến thằng chồng tôi nữa. Chị Dương ơi là chị Dương. Con bảo hiểm $1,000,000 con lãnh chưa? Lãnh rồi bác. Ồ, đấy thấy chưa, ông anh nghe chưa, người ta bảo trâu chết để ra mà người chết để tiền. Ôi trời ơi chị Dương ơi. Mới ngày nào chẳng biết cái chi chi, ngoảnh mặt lại chị đã đai trước tôi rồi. Chị Dương ơi, trời ơi sao chị không đợi tôi đi chung với chị Dương ơi. Ôi trời ơi, mà nếu tôi đi chung cùng chị làm sao mà tôi lãnh được $1,000,000 với căn nhà chị Dương ơi. Ôi con ơi, đồng tiền liền khúc ruột, thuyền theo lái, gái theo chồng. Con ấy, đi về nhà chồng là phải đưa tiền hết cho chồng nhá. Nếu không đưa cho chồng, cứ đưa cho mẹ. Mẹ nào cũng là mẹ, đưa cho mẹ tốt hơn con nha. Đọc tiếp đi con yêu của mẹ. Ôi ôi, tại bút. Ừ. Ông với con Hải Đường, ba, nhớ đi cầu thường xuyên. Đừng để táo bón mà sanh bệnh giống tôi, giống má. Vĩnh biệt ba. Ôi giời ơi, ông anh thấy chưa? Cái gì? Cả cái cuộc đời tôi ấy, tôi đọc biết bao nhiêu văn chương, bao nhiêu sách vở, chưa có cái dòng duy chúc nào mà hay như cái dòng di chúc của bà chị nhà anh. Có mèo ơi, bà dùng mấy cái chữ rất là mộc mạc. Nhớ đi cầu không thì táo bón. Nhắc nhở là mình phải đi cầu thường xuyên đấy. Ôi eo ơi, mẹ nói thật với con ấy, mẹ con ấy nhá, văn mẹ con hay lắm. Ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn á, mà gặp mẹ con thì cứ kêu mẹ con bằng cụ đấy. Ôi chị Lý à. Ừ. Chị nói chị thân với lại vợ tôi. Ừ. Có lúc đám ma của bà đó, bạn bè tới đầy đủ, sao tôi không thấy mặt chị vậy ta? Ông anh biết không, hôm đấy thật tình là em đi casino. Cái gì? Ồ không, nhầm,
em đi cano. Anh biết không, tàu đi ra giữa biển, thế là nó bị đắm đấy. Tí nữa là em không sinh cùng ngày với bà chị, nhưng mà em chết cùng ngày là tiêu em luôn. Này, con yêu của mẹ, gớm, nãy giờ con qua đây, mẹ chưa có lo cái gì cho con uống cả. Thế là con uống cái gì? Pepsi, bò húc, coca, con uống cái gì? Con đợi mẹ tí nhá. Em ôi thật ý, hôm nay mẹ vui thật ý. Con dâu gì mà nó xinh, đáng yêu thật ý. Đợi mẹ tí nhá. Bà này bà là người hay là chim vậy ta? Hay bà bày dữ lắm bà. Bà, đọc xong lá thơ con mới biết bác Lý là người hai mặt á. Bác Lý ơi, khỏi nước đi. Uống được ly nước của bác con nghẹn cổ bác ơi. Đúng rồi, con nói chính xác rồi. Uống nước nghẹn họng lắm, con dùng trà đá đi cho nó thông họng này. Ôi trời ơi, eo ơi. Tôi nói thật với ông anh ấy, bây giờ nhìn kỹ cái con bé này á, càng nhìn càng thấy có cái gì nó rất là phúc hậu đấy. Eo ơi, nhìn có cái gì rất là triệu phú. Nói chung nó tóm lại nhìn kỹ nó có một cái gì nói chung là rất là hải đường đấy. Ôi trời ơi. Được rồi. Ừ. Bây giờ chị về chị bàn với lại con trai chị đi ha. Ừ. Nếu nó đồng ý thì chừng nào cho tụi nó là đám cưới đây. Ô chết, ông anh, sao thế được? Thế ngày hôm nay được không? Cái gì? Cưới gì lẽ vậy? Thế thôi ngày mai đi. Thế thôi nói chung là ngày nào cũng được, miễn sao cứ cưới là được rồi. Nói chung là phụ thuộc vô ông anh thôi. Ừ. Mà bác Lý ơi. Ơi, bác đây con. Tuy là lá thơ má con viết như vậy nhưng mà con muốn để lại số tiền đó hết cho ba con. Ừ. Ôi, con bé này nhìn kỹ thế mà không có dạy hả anh? Anh chị nói gì? Không phải cái kiểu nó ngây thơ đấy. Con ơi, nghĩa tử là nghĩa tận. Lời mẹ con dặn là con phải thi hành. Con không thi hành làm sao mà mẹ con nhắm mắt được hả con? Đúng không ông anh? Làm sao nhắm mắt được không ông anh? Nhắm được chứ. Có ai chết mở mắt đâu. Đúng rồi vậy. Nhưng mà bây giờ con còn trẻ, con phải có óc xây dựng, phải có óc tự lập. Con anh Dũng lấy nhau, con không muốn lấy tiền của má con, người ta nói tụi con là làm biếng. Ôi giời ơi, cái con bé này, ôi giời ơi, con càng nói mẹ càng yêu con hơn, cái con ngây thơ quá. Nói nghe này, không biết tự lập thì người ta cho là lười, mà có gia tài mà không biết hưởng thì người ta cho là ngu. Ở đời thà mang tính lười còn hơn mang tính ngu, con nha. Thôi được rồi. Ừ. Về bàn kỹ với con chị đi ha. Có gì điện thoại cho cha con tôi nha. Đi về. Ôi chết 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 ông anh. Sao mà đi về được? Mấy khi mà dòng đến nhà tôm đâu. Con ơi con ngồi đây đi. Trời ơi ông anh biết không, để tôi kêu thằng Dũng về. Cái thằng này tôi dạy nó, nó ngoan như tôi vậy đấy. Nó không bao giờ mà nó biết chê tiền đâu đấy. Hả? Không quên nhầm, nó không bao giờ nó biết chê tình. Chết tôi dối quá. Ông anh đợi tôi tí nha. Để tôi lấy điện thoại tôi gọi cho nó cái. Ôi trời ơi, đâu rồi? Alo Dũng à, con đang ở đâu đấy? Về gấp nha. Cái gì về đám cưới? Trời ơi, đám cưới ngay. Sao? Con được tăng lương á? Bao nhiêu đồng một giờ? 20 đồng á? Thôi quên mẹ này đi. Này, mẹ nói cho con biết nha. Đi về đây đám cưới xong rồi quành lại cái nhà hàng, mua đứt luôn cho mẹ nha. Chào con. Trời đất ơi, con bả lăng xăng kìa. Đúng là chưa đổ ông nghè đã đây hàng tổng. Đấy, mình giàu có, mình thay đổi rất là nhiều. Bác Lý. Ừ, cái gì dạ con? Anh Dũng làm gì 20 đồng dữ vậy bác? Nó rửa chén con à. Cái gì dữ vậy? Nhà hàng nào mà trả tiền cao dữ bác? Nói chung là cái lương chính thức của nó chỉ có 10 đồng thôi. Nhưng mà nó hay làm vỡ chén nhà hàng quá. Thế là ông chủ tăng thêm 10 đồng, yêu cầu nó đừng vỡ chén nữa. Thôi được rồi. Bây giờ tôi về. Tôi bận lắm nha. Không có chờ nói chuyện nhiều, bây giờ có gì điện thoại tôi sao? Ôi ông anh, thế ông anh bận thì ông anh về đi. Con dâu, con ở lại với mẹ đi. Này, trời tí nữa con ở đây ăn cơm nhá. Xong mẹ mẹ đưa con với Dũng đi mua áo cưới được không con? Nói chung là áo cưới con lo rồi. Ô, thấy người nào design cho con đấy? Cao Văn Nghiệp. Ôi ôi, cái người đấy mẹ thích lắm nhá. Còn nhớ nha, mặc áo xong ấy, giữ gìn sạch sẽ cho mẹ nhá. Để có gì mẹ... mẹ gì sai cổ. Mẹ làm đám cưới trở lại. Trời đất ơi. Biểu. Bà này ba lấy bả thì người được lấy bả. Ba. Gì? Bác Lý nè. Con ơi, thế con làm cái tay sao mà đan chéo nhau nhìn ngộ nghĩnh thế con? Gì thế con? Bó tay đó. Đúng rồi đấy. Con mà đứng đây một tẹo là con bó luôn cả chân ấy. Thế con về nha. Chào bác Lý về. Chào bác con về. Ôi giời ơi, con dâu nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, tôi thích gì đâu luôn đấy. Này, thế ông anh với con dâu về nhá. Được rồi. Anh xui với con dâu về. Thế em rước về. Dạ.
Ôi trời ơi, em rước về, em rước về. Em ơi, hai cha con dùng mình cũng đều nhau nữa cơ. Sao không đi vào Thúy Nga mà múa vũ đạo luôn đi? Ôi trời ơi, sao người mình nó vui thật ý. Tự nhiên đang nghèo trở thành giàu. Người nó cứ nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh là nào vậy? Ôi trời ơi, em ơi, sao mà mừng quá. Để xem nào, điện thoại cho thằng con xem nào. Alo, Dũng à, con đang ở đâu? Về gấp nhá. Alo. Con đây, mẹ gọi con có việc gì mà về gấp thế, làm gì đấy? Ôi trời ơi, con ơi, về gấp đi con ơi. Con không biết chuyện gì đâu, động trời lắm. Nhà mình sắp bị cháy rồi. Ôi trời ơi, cái nhà mà mẹ làm gì mà cười ha hả? Ôi trời ơi. Cái nhà thì ra mặt chuột chứ có cái gì đâu. Mẹ vui quá, mẹ rối trí, mẹ nói linh tinh. Này, mẹ bảo cho con nghe, bây giờ con đang ở đâu, con về gấp hộ mẹ cái nào? Về từ đời nào đến giờ con về ở đời... nhà rồi. Về đời nào là đang ở đâu? Con ở nhà chứ ở đâu? Nhà là nhà nào? Trước mặt mẹ này. Nào, đâu? Ui. Ôi ông ơi, mai mốt thì ông có phone thì ông cúp đi, để nói tốn hết cả tiền. Này, mẹ bảo con nghe, sao đi làm về lại đi tay không hả con? Thì mẹ bảo con về gấp mà. Ôi giời ơi, mẹ cho con làm cái chóp ở trong nhà hàng á. Công việc của con hàng ngày là rửa chén với nấu ăn, xong rồi đi ra về phải chôm chỉa ít thức ăn cho mẹ. Dặn bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ đưa về. Này, nhưng mà không sao. Vào đây, vào đây. Con ơi, con vào đây. Nhanh nhanh. Gì mà rối rít cả lên thế? Hệ trọng lắm con ạ. Bình minh sắp tỏa sáng trong nhà mình rồi. Ánh sáng le lói vào mặt mẹ con mình rồi. Con biết không, mẹ hạnh phúc lắm. Bây giờ ở hiền gặp lành con ạ. Con biết không, mẹ mà nói ra con ngất ngay đấy. Con nói thật với mẹ, chắc là mẹ có mỗi một cái việc là mẹ lấy chồng mẹ mới vui như thế. Nhưng chẳng cái gì mà chồng. Này, chuyện hệ trọng đấy. Con có biết con Hải Đường, con Bác Hướng Dương không? Biết. À này, nó giàu lắm nhá. Ừ. Nó được thừa hưởng 1 triệu tiền bảo hiểm của mẹ nó với một căn nhà đấy. À, thế sao con biết, thế sao không nhào vào đi? Để bây giờ mẹ chỉ thì mới biết. Con có thích lấy vợ giàu bao giờ đâu. Tiền bạc đâu có đem lại hạnh phúc. Ôi dồi, ai dạy mày câu ngu thế hả Dũng? Mẹ dạy chứ ai. Ừ, thì cũng đúng. Nhưng mà con cứ thử nghĩ đi, một thằng đàn ông mà không có tiền ấy, thì nó có hạnh phúc hay không? Đấy, mà mẹ bảo con nghe, điển hình thế này, ông Obama đây mà không có tiền còn điêu đứng, đừng nói gì con nhá. Nhưng mà tiền của con Hải Đường có liên quan gì đến con đâu. Ôi trời ơi, sao không liên quan? Mẹ bảo này, một thời gian ngắn nữa thôi, tiền 1 triệu đô và một căn nhà của nó sẽ lọt vào tay của con hiểu chưa, con yêu của mẹ. Mẹ nói, càng nói con càng thấy mẹ dở hơi. Tiền của nó tự nhiên vào tay con là như nào? Ôi trời ơi, thì mẹ gì đám cưới nó là xong. Ôi thôi, không. Gớm này con ơi, mẹ dạy cho con nghe. Con ấy, con còn trẻ người non dạ lắm, con không hiểu đời bằng mẹ đâu. Mẹ già cả rồi, cái gì mẹ không hiểu hết. Con còn lạ gì mẹ nữa mà con đi guốc trong bụng mẹ. Guốc với chả dép, ông biết cái gì mà guốc với dép. Ngày xưa ấy, mẹ dạy con là tiền bạc không mang lại hạnh phúc này, đàn ông phải biết tự lập. Chẳng qua là hồi đó mẹ không có tiền, mẹ mới dạy con như thế. Mẹ dạy xạo đúng không? Ừ, thì nói chung cũng đúng. Nhưng mà con ấy, cái thằng này nó bé người mà sao cái gì nó cũng nói được mình ấy. Con đâu có hiểu được cái nỗi khổ của mẹ đâu. Mẹ khổ thầm lắm con ơi. Máu nước mắt thế. Ngày xưa ở với bố con ấy, ông có con xong ông phắn đi luôn. Thế là mẹ ở nhà một mình nuôi con trong cảnh single mom. Con nuôi mẹ chứ mẹ nuôi con hồi nào? Ngày nào con cũng ăn cắp cơm về nuôi mẹ. Ừ thì đúng rồi, hai mẹ con mình nuôi nhau. Nhưng mà ông biết rồi đấy, tôi ước mơ cả đời ấy là lấy được một thằng chồng giàu có để mà trả thù đời. Thế mà gặp người nào người đấy cũng chỉ toàn ăn welfare mới đau. Còn cười cho nỗi đau của tôi. Con lệ mẹ, mẹ quá tự tin ấy. Người ta phải xinh đẹp, người ta phải nhan sắc, người ta mới lấy chồng giàu với chồng đẹp trai. Nhan sắc cỡ mẹ, lấy chồng là vui lắm rồi. Này, tôi
tôi thương anh lắm ấy, thì tôi mới dạy dỗ cho anh. Thế anh còn ra mặt anh dạy đời tôi. Thế thôi, thì thôi mẹ con mình đừng có nhìn mặt nhau nữa nhá. Ui giời. Ôi, rõ là ghét. Mẹ làm gì mà nóng tính thế? Mẹ có thương con không? Thương con là con đẻ mà. Mẹ không thương con thì thương ai? Cục cưng của mẹ. Bây giờ mẹ thương con thì con nói một cái này cho mẹ. Mẹ mua cho con, mua cho mẹ 1 triệu đô tiền bảo hiểm. Xong rồi khi nào mẹ chết thì con lĩnh. Ông bày với trả trò. Này, xin lỗi anh nhé. Những người mà bé bé xinh xinh như tôi sống dài lắm nhá. Không bao giờ chết được đâu. Bây giờ con cứ đi cái cách đấy đi. Đi tắt mình vừa được tình lại vừa được tiền con ạ. Không, con phải nghĩ cách đấy đi. Không được đâu, nhưng mà con không thích con hải đường. Hải mật, hải đường thì con không thích đâu. Không, nhưng mà mày làm như tao cũng thích gì bố con nhà nó. Mẹ nói thật với con, lúc nãy bố nó vào, tao nhìn cái mặt ống, tao ngán ăn bánh bao luôn ấy. Cái mặt cứ như cái bánh bao. Nhưng mà không có tiền thì có tiền rồi là nó thay đổi hết con ạ. Khi mà có tiền rồi thì con là trở thành 1 tỷ phú, con hiểu không? Tại vì gia đình nó nhiều tiền lắm, con phải lấy đi. Con biết bao nhiêu không? 1 million, 1 million. Khi con lấy nó xong ấy, con sẽ trở thành một ông tỷ phú Bill Gates nhá. Đi ăn bập thê với ông nhá. Tiền nó quan trọng như thế đấy. Con không biết là tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân. Nói chung tiền là hết ý, con đừng nên lãng phí nhá. Mẹ nói mẹ nói thì rất là có lý, nhưng mà con không có ý. Mẹ cứ dồn con vào thế bí mà con không biết cách xử lý. Còn thơ văn nó chặt chém tôi nữa mới đau chứ. Ôi trời ơi này. Thế nãy giờ cứ nói vòng vo mãi. Con đừng có bảo mẹ là con có người yêu rồi nhá. Mẹ dạy cho con biết, người yêu của con bây giờ dù có là hoa hậu con phải bỏ nó đi. Vì những đứa có sắc thì không bao giờ có tiền. Mà những đứa có cả sắc lẫn tiền không bao giờ lấy mày nha. Ơi vậy ấy, con ấy, trong đầu con bây giờ chỉ nên nhớ 2 chữ. Hải, 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 đường, 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 mẹ thôi. Nói chung là con ứ lấy con hải đường. Trời ơi, nó lớn tuổi này rồi mà tôi bảo nó lấy con hải đường. Nó bảo con ứ lấy con hải đường. Không làm như ông trẻ con lên 3. Này, mẹ bảo cho con biết, bây giờ con đi ra Phước Lộc Thọ mà xem, kinh tế nó xuống. Bây giờ buôn bán ế ẩm vắng tanh như chùa Bà Đanh ấy. Tự dưng có người đưa 1 triệu đô la với căn nhà, con không chịu. Ui trời, con dở người à. Bây giờ con phải lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Trời đất ơi, ở nhà có đám ma sao hai mẹ con chu chéo gì lớn? Dạ, dạ không công anh. Nãy giờ mẹ con em đang tập ca trù để sắp tới đi thi ca bè. Thế ông anh ơi, thế nãy giờ ông anh đứng nghe lén chuyện mẹ con nhà em hả? Tôi đâu cần nghe lén. Hai mẹ con chỉ trực tiếp truyền thanh ra ngoài tôi nghe rồi. Tôi tính vô đây bàn thêm chuyện đám cưới. Đứng ngoài đâu có về đâu. Bây giờ sao? Đấy thấy chưa? Mày chỉ được vạch áo cho người xem lưng thôi. Này, nhìn kỹ mà đi này. Này, con nhìn đi. Đấy, con dâu của mẹ con ra đây. Con ra đây cho chồng con nó xem. Đấy, có một đứa con gái nào mà hiền thục, nết na, hùi mị, nữ tính như con này không? Đấy, con dâu của mẹ, con qua đấy đi, con nói chuyện với chồng con đi. Chồng con nó cứ ứa nẹo thế thôi chứ. Nó qua nó vừa thấy cái nhan sắc của con, không chừng nó ăn thịt con luôn. Đi con, đi con, đi con, đi con, đi con. Sao? Ôi giời. Tỏ tình đấy, tỏ tình. Thiên lôi sấm sét ở đâu ra thế hả trời? Sao? Làm con mà cha mẹ đặt đâu ngồi đó đi. Đúng rồi, nó nói đúng đấy. Anh lấy tôi, má anh vui. Má tôi cũng vui nơi chính suối nữa. Lớn rồi phải lấy vợ. Lấy ai cũng vậy. Lấy giùm tôi cảm ơn á. Thấy thấy chưa? Đúng. Con thấy chưa? Người ta là đàn ông phải đi cầu hôn phụ nữ. Đằng này nó đến nhà nó cầu hôn với con. Như cái kiểu người ta nói là mỡ dâng trước miệng mèo mà còn không ăn. Rốt thật là rốt. Gì chị nói gì? Gì bảo mèo? À không, ý tôi bảo là
hàng dâng đến tận họng mà còn không ăn. Cái gì? Ô, không phải. Cái ý thì nói tùm lum vậy. Cái ý tôi bảo là cái con này đến đây nó cầu xin cưới mà sao thằng này không chịu. Ừ. Đấy, ông anh thấy chưa? Hai đứa nó đờ xem với nhau, chiều cao như nhau, nhìn yêu chưa? Thế mà còn không chịu cưới nữa. Này, tôi bảo ông anh nhá. Tôi bây giờ ấy, tự nhiên nó cưới nhau có $1,000,000 với căn nhà. Tôi già cả này, nó phải cho tôi kiếm tí cháo đúng không? Hả? Cái gì? Không, cho tôi kiếm chút cháo ấm bầu, tôi thèm cháo ấm bầu. Tôi quên. Này, thế bây giờ mày có chịu lấy con Hải Đường hay không? Thôi ngày hôm nay này, có bác Hướng Dương, có mẹ với lại Hải Đường đây, con cũng nói luôn, con có người yêu rồi. Cái gì? Cái gì? Vậy là sao? Cái thằng này, thằng bất hiếu. Mẹ mày nuôi mày lớn lên, có người yêu mày không báo mẹ à? Bây giờ mày nói thẳng cho mẹ biết đi là con nào. Mẹ qua nhà nó, mẹ đào mồ quốc mạ nhà nó, mẹ chửi cha mắng mẹ nhà nó. Tao có mới đứa con đẹp trai cao to như Beckham thế mà nó giành giật của tao à? Tao qua tao mút nó lòi mắt luôn nha. Con nào? Người yêu con không phải là đàn bà. Người yêu con là cái gì? Là đàn ông. Oh my god. Thế mày đừng có nói với mẹ là mày bóng nhá. Con không có bóng. Thế con không bóng thế con là cái gì? BD. Ông anh ơi. Thì sao vậy? Tôi nghe tin xong tôi xuống máu. Vậy hả? Không, bây giờ tôi lên lại ông anh ơi. Tôi lên xuống lẹ dữ vậy? Tôi đẻ có thằng con. Tôi cầu mong nó lớn lên nó giống cha giống mẹ nó. Cuối cùng nó chả giống cái gì hết. Nó chỉ giống tôi cái mỗi tội là mê dai thôi. Mẹ nói cho mày biết nhá. Mẹ đẻ con ra, mẹ mong con là đứa con trai, nên mẹ đặt tên con là Trần Hùng Dũng. Mẹ muốn con là Superman, là đàn ông. Mà cuối cùng nó lại bê đê mới đau. Ôi trời ơi. Chị Lý à, còn đau khổ nào cho ngồi tôi. Ngồi xuống bình tĩnh đi. Nói chị nghe, ở đời này nó có nhiều chuyện không có đơn giản vậy đâu. Bây giờ chị đi ra chợ chị mua thịt heo nè, có thịt nạc, thịt mỡ thì cũng có thịt ba rọi vậy. Thấy không? Bác phải nói là ba chỉ mẹ cháu mới hiểu. Hả? Thấy không? Được rồi, để tôi qua tôi khuyên nó cho biết là nó đổi ý nghe không? Ừ. Ông anh răng. Để đó tôi. Nhớ cho cháu nó cải thiện lại tí. Nè. Cứ từ đây con. Ở đây, lại đây. Đây. Đừng có khóc nữa. Bác hiểu thông cảm con mà. Thấy không? Trời ơi, hai mẹ con ơi, hai mẹ con không xấu như nhau hết á. Khổ quá. Thôi nha, đừng nín, bác hiểu hết nha. Bác thông cảm cho cháu là cháu vui lắm rồi, mẹ cháu không hiểu gì hết. Biết rồi. Cái gì vậy? Đã làm phê quá. Thôi nha, đừng có thấy tôi đẹp mà làm tới nha. Nhiều khi đứng ngay hồi có nhiều khi tình con mà duyên cha không trời. Nè, đừng có khóc. Con công chứ gì. Bác có cách làm cho con thắng. Ông được đâu bác ơi. Cái đấy ông làm được. Con nói bác biết. Sao? Bác đang thẳng đúng không? Ừ. Bây giờ con huấn luyện bác thành công được không? Giỡn hoài. Nó đang thẳng gì à. Kêu công là sao má. Ôi, con nói thật với bác là con cũng đã chuẩn bị hết rồi. Con thôi bác cứ đọc đi rồi bác hiểu. Gì đây? Để thơ đâu mà ước quá vậy. Trân trọng báo tin lễ thành hôn của Trần Hùng Dũng, sánh duyên cùng Vũ Đại Ca Thai. Hôn lễ sẽ cử hành đúng ngày Valentine Day tại San Francisco. Vậy là sao? Ôi trời ơi, cuối cùng là con lại lấy cái thằng Vũ Đại Ca Thây mà hằng ngày hay đến đây à. Ui dồi ôi, cái thằng nhìn dâu hùm hàm én mày ngài thế mà lại bê đê mới kinh. Rồi ôi, rồi ôi. Mẹ ơi, mẹ không
Không phải là ai cũng có dâu cũng là đàn ông đâu. Ê, nói giỡn nha. Mai tao cạo râu mày. Ôi trời ơi, mẹ bảo cho con biết. Thế bây giờ hai đứa con trai lấy nhau, thế bây giờ đám cưới, đứa nào làm cô dâu, đứa nào làm chú rể, chúng mày oán tù tì với nhau à? Tụi con rút thăm thôi. Không, rút với trả thăm. Thế đêm động phòng rồi chúng mày làm cái gì? Chúng mày làm hai hiệp sĩ đấu kiếm với nhau à? Ôi trời ơi, trời ơi. Mẹ ơi, tại sao mẹ cứ đi vào chuyện riêng tư của người khác thế nhỉ? Tôi đấy nhá, tôi nói cho anh biết, không có riêng với Tư gì hết đấy. Tôi đẻ anh ra, anh là thằng con trai, lớn lên thì phải là đàn ông, chứ không phải chạy ra đường đi theo ba cái mốt bê đê bê đeo. Làm như thế là làm nhục tôi lắm biết không? Tôi còn mặt mũi nào tôi nhìn với mọi người? Anh ấy như thế không phải là con của tôi nữa đâu. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Sao mẹ nặng lời với con như vậy? Con cũng có muốn như thế đâu. Tất cả những người như con này là do bẩm sinh mà. Làm gì có cái mốt nào là mốt BD hả mẹ? Bao nhiêu năm nay rồi, cũng chỉ vì mặt mũi của gia đình, thành kiến của xã hội mà con đã không dám sống với bản thân của mình, không dám sống thật với lòng mình. Con tự hỏi mẹ, một người mẹ sinh ra một đứa con mà chẳng may nó bị tật nguyền, thì người mẹ đấy có lỗi hay là người con có lỗi? Ai buồn hơn ai? Con cũng đã cố gắng lắm rồi để cho mẹ vui lòng, nhưng mà bây giờ mẹ bắt con lấy hải đường, mà lấy cũng chỉ vì tiền thôi, thì con không làm như thế được. Con xấu hổ lắm. Từ nào tới giờ tôi cũng đọc trong sách văn học, nó cũng nói ba cái chuyện đồng tính luyến ái, nhưng mà tôi nghĩ nó không chỉ ở trong cái xã hội này thôi, chứ tôi đâu có biết nên ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở trong nhà tôi mới đau. Ôi trời ơi, trời ơi. Đồng tính luyến ái thì thời nào cũng có mẹ, nhưng mà ngày xưa bởi vì xã hội quá khắt khe, người ta không dám bộc lộ ra. Cũng bao nhiêu người rồi cũng lấy vợ đẻ con, nhưng mà có hạnh phúc gì đâu. Rồi cuối cùng cũng ôm hận mà chết thôi. Nhưng mà bây giờ thì xã hội cũng đã cởi mở rồi. Con không muốn sống giả dối nữa. Mẹ là mẹ của con cơ mà. Mẹ không thông cảm với con thì thôi, chứ tại sao mẹ còn trách móc con, mẹ còn nghiệt ngã với con, mẹ nhục mạ con như thế. Thôi, nếu mẹ không chấp nhận đứa con này thì con xin phép mẹ, con đi. Đứng lại, anh không có đi đâu hết. Anh là con của tôi phải giáo dục anh lại. Sống ở đời ngô là phải ra ngô, khoai là phải ra khoai. Ở trong nhà là phải có âm dương hòa hợp, làm gì có cái chuyện âm âm dương dương là như thế nào. Ôi trời ơi là trời ơi là trời. Ngồi xuống chị, ngồi xuống chị. Tôi nói chị nghe, cái trường hợp của chị đó không phải là cái trường hợp đặc biệt đâu, mà có nhiều trường hợp nó cũng giống như vậy đó. Ví dụ như là trường hợp của tôi nè. Cái gì? Ông anh đừng có nói với tôi là ông anh cũng BD nhá. Cái gì? Mày, trong nhà tôi cũng có. Ông anh cũng có một thằng con có trường hợp giống như thằng con tôi á. Con trai còn đỡ, thằng này nó ở gần bên chị đó. Đâu? Kế bên đó. Cái đứa mà đang rung đùi đó. Lesbian đó bà. Là cái gì? Ô môi chính cống. Con gái mà đóng vai con trai đó. Wow,
cái gì? Gì vậy nữa? Trời ơi, lên nữa hả? Nó cùng một ngày mà tôi từ hết ngạc nhiên này đến thảng thốt nọ. Ôi trời ơi ông anh ơi, nãy giờ tôi nhìn nó tôi đã nghi rồi. Trời ơi, nó vào nhà tôi bảo sao tại sao có đứa con gái nào mà nó lại ăn mặc cái kiểu như thế này, tóc tai thì lại nửa trai mà nửa gái như thế này. Ôi trời ơi ông anh ơi, kinh khủng quá. Sao ngày hôm nay ở trong nhà tôi toàn là BD với ô môi không thể ông anh. Tôi lại ngồi bác đi. Lý, tôi ngồi đây á. Thế có bị lây bệnh không? Không có đâu. Chị nó quá. Tại vì bác Lý ích kỷ thôi. Chứ thời nào cũng có đồng tình luyến ái, mà tại ngày xưa xã hội khắc nghiệt cho nên người ta không dám bộc lộ, rồi người ta ôm hận tới chết. Chứ bây giờ nè, xã hội Mỹ nè bác biết ông Elton John không? Elton John biết không? Ông mới đám cưới San Francisco á, đám cưới đàn ông linh đình lắm á. Mỹ nói đúng không vô? Yeah. Ôi giời, con nói thật với mẹ chứ mẹ cứ khắt khe quá làm cái gì cho nó mệt. Con nói thật, bao nhiêu người đồng tính rồi người ta đóng góp cho bao nhiêu công trình xã hội văn hóa rồi tùm lum, đâu có chết ai đâu, mà người ta cũng bình thường thôi. Mẹ thấy con bao nhiêu nay cũng bình thường này, con nói cho mẹ biết con còn bao nhiêu là bạn bè này, ca sĩ này, make up này, designer này, làm tóc này, ngày mai á con rủ chúng nó lõa lòa ra hết. Rồi tôi bảo cho ông anh biết, người ta cái bóng đấy là cái bóng chúa, bóng vàng bóng bạc, người ta nổi tiếng người ta kiếm ra tiền. Còn ấy, cơm ông ấy thì bóng xuồng, bóng xã, bóng tắc cùng cung. Mày đặt bông với chả béo. Gớm, mẹ cứ làm như ai bóng rồi cũng làm rất nhiều tiền ấy. Này. Dày. Bà men quá. Khép chân lại đi. Cho mình xin lỗi nhá. Làm nàng ấy thất vọng. Có thất vọng gì đâu, tôi còn vui nữa là khác á. Tôi đâu muốn lấy chồng. Thì lý sự à, từ hồi mà tôi biết cái con Hải Đường là ô môi đó, tôi nổi điên còn hơn chị nữa. Tôi giận, tôi la nó, tôi cúng từ nó luôn mà. Ngày nào tôi cũng chửi nó, riết nó bỏ nhà đi luôn á. Ba đuổi con đi nha ba. Dạ em xin lỗi anh Hải Đường. Cha con tôi vậy đó, như đàn ông vậy mà. Rồi sau đó đó tôi mới nghĩ lại, trời xanh nó ra vậy chứ nó đâu có tội gì đâu. Tôi mới hối hận quá đi tìm nó về. Bây giờ tôi càng thương nó hơn đó nha. Tại vì nghe lời má nó mà nó là đàn ông mà nó phải hy sinh lấy thằng đàn ông. Nó vậy là tôi mới, đứa con có hiếu đúng không? Mình phải thương. Chị cũng phải từ từ suy nghĩ cái trường hợp con chị đi nha. Này, bây giờ mình cùng hội cùng thuyền cũng may ấy chị. Rất là may ấy. Chứ tưởng tượng bây giờ hai đứa mình mà đám cưới với nhau ấy, lấy nhau về xong rồi đêm nào mỗi đứa ôm một cái chậu thi nhau mà ói. Mình cũng cảm ơn vô á. Mình cũng nghĩ tới cái cảnh mà đám cưới nha. Mình mặc taxi đồ hả? Vô mặc áo sơ re. À bà bỏ mấy con ơi, đem có người không có người không vui à. Trời ơi mẹ ơi, sao bây giờ mẹ vẫn còn căng thẳng thế nhỉ? Căng thẳng làm cái gì cho nó già người ta? Thì nói chung ấy là sao? Bây giờ con tôi ấy, bây giờ ấy, trâu hùm beo nào mà nó ăn thịt con đúng không ông anh? Đúng. Bây giờ con tôi vậy thì tôi cũng phải chịu thôi. Bây giờ anh ấy có bóng hay anh có gì tôi cũng không có khe. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi cứ thấy tiếc thế nào ấy. Mẹ tiếc cái gì mà tiếc? Thì cứ thấy tiếc là chị, anh... Chị tiếc cái gì? Thì nó như thế, nó không lấy được con Hải Đường, coi như là tôi mất tiêu mẹ nó căn nhà với triệu đô của tôi rồi.
thả giót cho ta trăm ngàn ly rượu độc để đời đời mai mỉa chua cay đưa ta đi đưa ta vào cơn lốc cho mang mang cho hoang mang đến tận đỉnh sầu. Trời ơi, sao từ sáng giờ uống hết chai rượu mà không thấy say, chả biết XO kiểu gì đó. Điêu thuyền ơi, mang rượu ra đây cho cha đi. Điêu thuyền. Dạ. Yeah. Ui giời, sao con làm cái gì mà cứ quỳnh huỵch thế? Con gái con lứa là lúc nào cũng phải rất là dịu dàng. Ủa cha, sáng chưa cha ăn breakfast, cha uống rượu gì cha? Và cái rượu gì mà từ sáng giờ ra uống là chả say gì cả. Trà mà say gì cha? Sao lại trà? Thì cũng cha, cha nói á, uống hết rượu thì đổ trà vô chân cho nó sang. Ui giời ơi, thế là ai uống mà hết? Con. Bó tay. Có đứa con gái mà uống rượu như thần thế này. Ủa mà cha, sao tự nhiên cha buồn hiu vậy cha? Buồn, buồn mà không có gì để say đây này. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cả. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Được không? Cha, con nói thiệt nha, cha hát thì hay dữ lắm luôn, mà cha đừng có nhảy kỳ lắm. Kệ tao. Cha, cha có chuyện gì buồn cha nói con nghe được không cha? Buồn lắm ấy. Buồn mà buồn sao, nói cho con biết đi. Đứt từng khúc ruột đây này. Đứt ruột hả? Vậy thôi con chở cha đi nói ruột nha. Con này buồn tức là buồn buồn à, cha muốn đi cầu á hả? Mày điên à? Tại cha nói gì vậy? Con đâu có biết chứ sao. Bao nhiêu trí khôn nó dồn hết vào chân hay sao, cứ dài thường thượt đó. Buồn buồn thiu. À là buồn buồn hiu á phải không? Ừ. Hèn chi cha ơi, thôi cha vô cha ngồi đi. Cha vô cha ngồi giùm con đi. Cha đổ mồ hôi trơn rồi, ông kêu Jennifer lấy khăn ra lau cho ông lẹ lên. Dạ. Ơi, mày lấy cái khăn gì mà mày đi lâu thế? Dạ con phải đi theo nhạc đó không? Mày đứng ở đấy thì người ta che hết rồi, máy quay vào tao làm sao được? Dạ thưa ông, hôm nay nhà mình có ai chết mà ông khóc quá vậy ông? Bố mày chết đấy. Ủa bố của Jennifer chết lâu rồi mà. Người ta là con ở thì người ta là con sen hay là con nụ con vối gì tên là Jennifer. Mày làm như là mày là hoa hậu. Ủa ông không có biết cái vụ mà con xác định cứ ở Mỹ hả? Mà con qua Mỹ rồi là con thi quốc tịch. Con có quốc tịch rồi, con bảo lãnh ông qua nha. Mày qua Mỹ làm cái gì mà tiếng Anh tiếng U mày không biết, mày qua đấy mày lại đi ở đợ à? Ông nói gì mà cũng nói nghe được à? Ông không có nhớ cái câu ông dạy con à? Cây quýt trồng ở Giang Tây thì chua, mà trồng ở Giang Đông thì ngọt. Con tuy ở đây có thể là ở đợ, nhưng khi qua Mỹ con sẽ là chủ chợ. Còn ông ở đây tuy có thể là làm lớn, nhưng có thể qua Mỹ ông sẽ lãnh welfare. Thôi tôi kêu đi ra đây á là lau mặt cho cha, tự nhiên nhiều chuyện quá à. Dạ, tự nhiên gì lên. Để con trời lau cho. Sao lấy cái khăn lau bàn lau mặt vậy? Dạ tại vì cái khăn lau mặt ông lấy ông lau bàn rồi. Thôi ơi, đi vô, vô lẹ lên lấy khăn khác lau cho cha ta. Dạ.
Đi đi, sao lại còn đứng đấy làm gì? Dạ con chờ nhạc đó ông. Trời ơi. Không có nhạc. Ủa không có nhạc hay gì, thôi để đi tự nhiên. Mệt cũng chết luôn à. Trời ơi cha con thiệt với cha nha. Con mệt với cái con nhỏ này quá trời. Cha ấy mà không chết vì bệnh thì cũng chết vì điên vì con này. Cha, cha có chuyện gì buồn? Bộ cha bị lay off hay cha nói cho con nghe đi cha. Không, hoàng thượng mới gửi mật chiếu. Mật chiếu? Mật chiếu ở đâu? Dạ có mật chiếu đây. Dạ chiếu đây, mật đây. Con điên, mày đi vào ngay cho tao. Ủa, nói mật chiếu mà mang ra mật chiếu mà cũng sai à. Có lỗi quá, đi vô tự xử. Trời ơi cha ơi, con điên đầu với con nhỏ này. Cha, mật chiếu gì đâu, con đâu có thấy ai gửi đâu cha. Hoàng thượng hồi sáng nay inbox cho cha. Trời ơi. Đây này, dài lắm. Rồi cha đọc con nghe đi. Trẫm không may sinh vào thời loạn, ngồi chân gai vàng mà như ngồi trong đống lửa. Gian thần Đổng Trác và con nó là Lã Bố hoành hành trong triều. Bao nhiêu cung phi đẹp chân dài bị nó chiếm hết, chia nhau xài. Chỉ để lại mấy bà vừa già vừa béo vừa hôi, đứng gần thôi là trẫm đã ngất vì xấu quá. Nó lại còn mở party chụp hình post Facebook. Ủa? Trời. Hôm sinh nhật trẫm, nó gửi thiệp có nội dung là kính chúc bệ hạ sắp sửa hạ bệ. Thế có láo không chứ? Trẫm nhìn trước trông sau, thấy con mình khanh là trung thần, là cha đấy. Dạ. Yeah. Cơ đồ nhà Hán, vì cơ đồ nhà Hán, nay Hiền Khanh giúp trẫm bí mật kêu 500 anh em thanh toán nó để trăm họ được yên vui. Trời. Xong việc, Khanh gọi cho trẫm, nhớ gọi bằng điện thoại V247 cho âm thanh rõ ràng và không bị mất sóng. Đấy. Ký tên Hán Hiến Đế www.vuabuonnhin.com. Đấy. Cha. Ui giời, cái gì đấy? Cái thằng Đổng Trác là thằng nào vậy cha? Phải gọi là Đổng Thái Sư. Nhưng mà gọi Đổng Trác cho chém đầu cả nhà nghe mình nè. Tại sao ông Đổng Thái Sư là nguyên cả triều đình vua mà ai cũng sợ ông hết, không có ai trị được ông sao cha? Thế mới nói bây giờ cha đang phải nát óc suy nghĩ là phải làm thế nào đây này. Suy nghĩ lắm đấy. Con gì vậy? Sao tự nhiên cha quỷ cha? Con là con phải cứu nhà Hán. Trời, con biết gì đâu mà cứu. Con phải cứu vua. Trời, con còn cha. Nhớ không? Nhớ gì? Ngày xưa hồi con còn nhỏ, cha đưa con đi xem bói, bà thầy bói nói với cha là con có số sát phu, lấy thằng nào chết thằng đấy. Hả? Sát phu lấy thằng nào chết đó? Ừ. Thiệt không cha? Cha buồn. Trời ơi, con thích quá à. Cái gì đấy? Thì tại vì lấy nào chết đó không được lấy nhiều, chồng thích sao được cha. Chính vì thế nên cha quyết định là con phải hy sinh, gả cha gả con cho Đổng Trác để cho nó chết cha nó đi. Hy sinh phải không? Hy sinh. Ủa, nhưng mà bộ ông xấu lắm sao mà cha kêu con phải hy sinh? Không xấu thì cũng không mặt giống con chó mặt xệ, mà bị một cái tật là không bao giờ tắm cả. Không sao, bây giờ con nói cha nghe, con lấy là ông chết liền cho nên con không sợ, con sẽ hy sinh gì cha. Cha đừng có lo nha, nhớ cha. Ui, hay. Thưa ông, con xin có ý kiến. Sao con? Cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng. Đúng. Quanh năm sống trong cảnh kính cổng cao tường, một chiếc lá rơi cũng làm cho cô con hoảng sợ. Đúng. Vậy mà ông nỡ lòng nào lại gả cô con cho Đổng Trác, vừa già vừa xấu lại vừa hôi. Tội cô con quá cô ông ơi. Cái con này, ta nói ta hy sinh rồi tự nhiên. Ồ, cô hy sinh à? Ủa? Cô đã dám hy sinh vì nước, thì con đây cũng sẽ hy sinh vì cô. Con hy sinh như thế nào? Đây, con có cách như thế này. Ừ. Ông cứ gả Đổng Trác cho cô đi. Ừ. Cho Đổng Trác đi. Sao? Đêm tân hôn, con sẽ lẻn vào phòng Đổng Trác. Rồi sao nữa? Con leo lên giường Đổng Trác. Con rút cái trâm ra. Rút sao? Trâm. Rồi con sẽ động phòng cùng với Đổng Trác. Con điên.
đồng chát nó thích chân dài chứ chân bằng hai gang như mày để nó chém đầu cả nhà tao à? Dạ thôi vậy thôi, con sai, con xin phép con đi vô. Mệt chứ con này dễ sợ luôn á cha. Rồi đó, bây giờ con thi sanh cho cha rồi đó. Nhưng mà cái con điên vừa rồi nó lại nhắc cho cha một cái chuyện này. Chuyện gì cha? À, cha có một cái kế nữa. Kế gì? Liên hoàn kế. Bây giờ cha gả con cho đồng trác xong, cha sẽ bí mật gả con cho lão bố. Hai cha con nó sẽ ghen tuông mà giết nhau. Cha, cha gả con cho đồng trác, gả con cho lão bố. Cha con phải lấy hai cha con. Cha cũng đau lòng lắm. Thiệt không cha? Trời, con thích quá. Cha gả lẹ nha cha. Thích quá à. Làm đi cha. Con cứ làm cho cha hồi hộp quá. Cái gì vậy? Chứ ông là... con xin có ý kiến. Trời ơi, là ý kiến nữa hả? Đi trời. Bây giờ cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng, quanh năm sống trong cảnh kính cổng cao tường, một chiếc lá rơi. Thôi tụi mày quỳ chết thôi. Nãy giờ tao nghe hai lần câu đấy rồi. Dạ. Mày nói gì mày nói luôn đi. Cô con như vậy nè, mà ông gả cô con cho Đổng Trác, rồi gả cho lã bố nữa, một mình cô con sức đâu mà chịu cho nổi, tội cô con lắm ông à. Nè, ta đã nói ta hy sanh mà cứ nói hoài à. Ủa cô hy sanh hả? Ủa, cô đã dám hy sanh vì nước thì con đây cũng sẵn sàng hy sanh vì cô. Đã hy sinh như nào? Cứ gả cô điêu thuyền cho Đổng Trác đi, còn riêng con hãy gả con cho lã bố. Mày đi vào ngay trong kia cho tao. Đi. Đi vô dạ. Liền. Ủa sai nữa hả? Sai. Sao nãy giờ con sai hoài vậy? Dạ, con xin phép đi vô. Đó, bây giờ cha đừng có lo nha, cha yên tâm nha. Con sẽ hy sanh lấy hai cha con cho nó chết nó. Nha, giờ con. Cảm ơn con. Con vào con chuẩn bị đi để cha gọi ngay cho Đổng Trác. Đổng Thái Sư. Alo, Đổng Thái Sư hả? Dạ vâng ạ, dạ Tư Đồ Phủ Doãn đây ạ. Hôm nay là sinh nhật của Lão Phu. Lão Phu mời Đổng Thái Sư ghé bộ uống chén rượu nhạt. Dạ vâng, dạ không quà cáp gì cả, không cần ạ, dạ tiền mặt được rồi. Vâng ạ, dạ, vâng ạ. Dạ chào Thái Sư, see you later, bye. Đổng Thái Sư. Dạ lầm. Có chuyện gì? Dạ, ban nhạc bị chó cắn. Nhà ông nuôi chó bẹt dê à? Có mấy con chihuahua thôi. Chihuahua gì mà dữ vậy? Làm sao mà tổng Đổng Thái Sư đi đâu phải có ban nhạc đi theo à? Chứ sao? Nó làm gì mới hoành tráng được. Chúc sanh thần Dương Từ Đồ đa tạ Đổng Thái Sư. Vui vẻ và mau ăn chóng lớn. Hết lớn được rồi thầy. Đa tạ Đổng Thái Sư. Đổng Thái Sư trông vẫn oai phong lẫm liệt. Nhưng mà dạo này có gì hơi khác này. Tôi nhìn thấy là ngày xưa ấy thì ăn mặc rất là hoành tráng, nhưng mà bây giờ thì có vẻ là hơi bị hoa hòe bảy màu nhỉ? Hay là có vấn đề về giới tính? Ai nói giới tính ta không bao giờ thay đổi. Ủa, không thay đổi mà cái tay làm ghê ấy. Ta liệu thôi. Đổng Thái Sư có một cái thói quen mà không biết là bây giờ đã thay đổi chưa. Cái là gì? Thói quen không bao giờ tắm. Ai nói? Ta tắm, có tắm mà. À, tắm bao nhiêu lâu một lần ạ? Một năm tắm một lần. Sạch quá. Vậy mà tôi có một cái điều thắc mắc này. Cái gì nữa? Tắm ít như thế mà lúc nào Đổng Thái Sư cũng người cũng rất là thơm, không biết là Đổng Thái Sư dùng loại nước hoa gì mà xịn như vậy. Nước hoa gì? Nước hoa nào mà ta dùng cho đủ? Đó là cái mùi ông hửi thấy, đó chính là thần dược dầu gió xanh hiệu con ó. Wow. Chữa ba bụng.
Có cái gì đặc biệt không? Quá đặc biệt. Ta thì có tật tham ăn. Hôm bữa là vua có mời tới ăn buffet. Tại vì quá tham ăn cho nên ngã lăn ra cung điện. Mọi người nghĩ là ta bội thực, ta ối ra rồi mà vẫn còn no hơi sình bụng trống mình nghẹt thở. Bữa đó ta tưởng ta chết rồi đó. Chết 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 mày quá. Cái gì? À không, thái sư mà chết thì ai mà cai trị đất nước? Tất cả quan vị trong triều chữa trị cho ta, không ai chữa được. Ta nói ai chữa được ta sẽ thưởng. Nếu không ta sẽ tru di tan tộc. Chết, thế có ai tru di chưa? Bất ngờ có một thằng lính hầu, nó dâng cho ta chai dầu này. Nó nói là trong uống ngoài thoa. Quả nhiên vài phút sau ta hết liền. Quả là thần dược. Từ đó trở đi, đi đâu ta cũng cầm theo dầu rối xanh hiệu con o này. Nhức đầu, cảm cúm, chóng mặt, đau bụng, ta đều xài nó hết. Cái thằng lính nó dâng cây dầu này đó, từ binh gì ta đưa lên thiếu tướng luôn rồi. Hay quá, đồng thái sư thật là sảng khoái. Nói ta tiệt tùng gì sao không thấy bài biện gì ra hết trơn, nó trời vậy. Thái sư cứ yên tâm. Trước khi mình nhập tiệc, tôi có chuẩn bị một chương trình ca nhạc. Ca sĩ local hát giả lắm, ta không nghe đâu. Không, đây là đứa con gái của lão phu, nó mới tốt nghiệp nhạc viện xong, để ra mắt thái sư xem là thái sư xem có thi được visa hay không. Được, cứ kêu ra, có gì ta sẽ nâng đỡ. Dạ, mời thái sư ngồi. Điêu thuyền. Anh Trác đi hả anh Trác? Ôi giời ơi, sao lại gọi là anh Trác, không phải gọi là đồng thái sư. Ê, gọi bằng gì cũng được, đừng kêu bằng mày được rồi. Có Trác đây. Chà, con thấy anh Trác cũng cao to đẹp trai, bụng bự chút xíu thôi hả, đâu có xấu đâu chà. Thì con đừng có nói lung tung. Đứa con gái của lão phu nó vẫn còn nhỏ dại. Đồng thái sư thông cảm. Không có sao. Nàng có thể biểu diễn cho ta nghe được không? Dạ. Con Jennifer mang đàn cho cô. Dạ. Dạ, tiên nữ xin ra mắt đồng thái sư. Đồng thái sư may mắn quá, cô con cả đời không bao giờ hát cho ai nghe hết. Vậy mà hôm nay cô hát cho ông nghe, bởi vậy ông phải ráng nghe lời ca tiếng hát của cô con nha. Chứ nếu ông mà không có hiểu, người ta gọi là đàn gãi tai trâu đó. Ủa, sao ngươi biết ta tuổi trâu? Trời, câu trả lời không hề liên quan. Dạ, bó tay. Bậy nè. Đổng thái sư là ban giám khảo của Vista, thì làm sao mà những người dám nói đàn khải tai trâu chứ hả? Thôi mày đưa đàn cho cô đi. Dạ. Dạ thưa cha, con hát nha cha. Vì hồ minh tuy chẳng giặt thì sao có thể giặt chi. Nhìn trời xin hạ ngõ thuốc mặt, vì hồ giống sắp xong giặt giặt có lý chi. Chung lời mua dạy mình bác ngó quê dắt lý khắp ngó hú giặt chi. Dẫu lý yêu ngôi yêu xin, dẫu sống yêu sĩ yêu huy. Tổng sư phụ mơ tu yên gió, chỉ yên nhật thị chi bác chi tính mù khó. Dẫu lý yêu ngôi yêu xin, dẫu ngó yêu huy yêu huy. Nếu đã có những lúc em biết rằng tình đã ra đi nơi phương trời xa, anh yêu ơi từng ngày vắng anh, trong trái tim em luôn mang theo anh về đây. Hết sao ông nội?
Ôi trời, hết lúc nào mà nhanh thế, sao chả ai báo gì cả. To gan. Hả? Chưa, từ đâu? Hả? Tại sao ông Lâm làm cái chuyện tài trời như vậy? Hả? Giờ này còn đi xuyên gối nữa hả? Đồng Thái Sư. Tại sao? Con gái thần đó, nó có hát sai gì đâu mà là Đồng Thái Sư lại tức giận như vậy ạ? À? Tao không nói con gái ngươi, tao nói ngươi. Thế sao? Tại sao Giang làm cái chuyện mà có con gái đẹp mà giấu kỹ vậy? Ôi trời ơi, Đồng Thái Sư cứ làm thế nó ướt hết cả quần. Sợ quá. Sao? Khổ. Tại sao vậy? Có đứa con gái mới lớn, cứ phải giấu. Ra đường bây giờ toàn dê không à. Ủa, ta tưởng con mình tay dê thôi mà. Đầu nhiều lắm. Sao? Nó đến tuổi cập kê cho nên là muốn Thái Sư xem mặt để gả cho cháu nó một cái đám nào trong triều quý phái cao sang một chút. Kim một tâm trọng. Cao sang. Ở trong triều này ai cao sang bằng ta? Dạ thưa ông, bẩm Thái Sư, ông có cao nhưng không có sang. Người nói gì? Dạ con lỡ lời, dạ con rối, con lỡ lời. Dạ, tha cho ngươi lần này, bữa nay ta vui đó. Dạ. Không biết là... Chà! Ôi, cái gì đấy? Nhận con làm con lễ đi, nhạc phụ hiền tế. Ôi giời, thôi thôi, Đồng Thái Sư. Sao nhanh thế? Sư sải cái gì ở đây? Người già hết, kêu con đi mà nhạc phụ. Khổ quá, nếu mà Thái Sư mà lại được là... À, tôi là bố vợ của Thái Sư thì còn gì bằng. Đấy. Nhưng mà còn 50 bà ở nhà thì sao? 50 bà đó, tao đưa vô viện dưỡng lão hết. Đừng có lo. Dạ, dạ thưa ông. Dạ, con xin ý kiến. Chuyện gì? Cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng, quanh năm sống trong cảnh kính cổng cao tường, một chiếc lá rơi. Mày nói luôn đi, mày đừng có nói nhiều thế. Dạ, dạ nói chung đại loại là ông lấy cô con thì cứ lấy, nhưng mà về con sợ là đêm động phòng ông làm nhẹ nhẹ tay không thôi, cô con xỉu, cô con yếu lắm. Dạ. Sách có câu trường túc bất chi lao, có nghĩa là chân dài không bao giờ biết mệt. Ta chỉ sợ ta mệt chứ không phải điều thiện. Dạ thưa ông, con lại xin ý kiến. Cái gì nữa? Vì là bây giờ cô con đã đi theo ông đó hả? Cô con lấy chồng rồi ư? Ừ. Cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng, quanh năm sống trong kính cảnh kính trọng cao thượng. Dạ. Tôi vô đây chưa đầy 15 phút tôi nghe người nói 2-3 lần rồi. Dạ. Mua gì thì nói lại đi. Dạ. Cô con đã đi theo ông rồi, cô con lấy chồng, con cũng muốn đi theo để che chở cho cô con. Ông hãy kiếm cho con một tấm chồng như ý. Được. Người muốn chồng như thế nào? Dạ. Cô con đã lấy Đổng Thái Sư thì con chỉ cần lấy Thái Tử là đủ rồi. Ta sẽ cho người lấy thay giám. Thôi, dạ thôi, dạ thôi bỏ, con ở nhà cũng được. Chứ lấy thái giám vô chổng rồi cái chơi banh đũa với thử âu đầm mệt lắm mà. Dạ con xin phép con vô. Dạ. Con sợ. Chưa tư đồ. Anh trai mang mang cháu nó ra để không đưa ông. Ngày mai ta sẽ đưa quần thần tới đây rước dâu liền. Ôi sao nhanh thế? Cưới vợ phải cưới liền tay mà. Thái Sư. Chuyện gì? Thái Sư. Hả? Ông muốn nói gì? Thái Sư. Biết rồi, cái gì? Thái Sư ơi, nếu ông muốn lấy điêu thuyền làm vợ thì xin hãy tắm rửa và ăn chay cho đủ 30 ngày. Ăn sao nữa? Hết rồi. Ông rảnh quá nè. Ăn chay á thì có thấy được, nhưng mà cái mạng tắm thì bỏ đi nha. Không, ta lấy 50 bà vợ rồi, hồi nói giờ ta có tắm đâu. Phải tắm chứ, lần sau lại không tắm thì là ông sắp làm vua. Bây giờ phải theo cái lệ của cung vua là ăn chay và tắm rửa. Thôi được, vì điêu thuyền ta sẽ đi tắm trắng. Dạ cũng được, thôi à, tốt quá rồi, chịu tắm trắng là được rồi. Ta nói cho ông nghe điều này bí mật. Ừ. Ta
ta sẽ đoạt ngôi vua. Hả? Sau này con ông sẽ trở thành chính cung hoàng hậu. À, nhưng mà thái sư mà lên làm vua là hay giết người linh tinh lắm, cho nên là con cháu nhà tôi nó hiền lành, thái sư phải hết sức nhẹ nhàng. Yên tâm, ta chỉ giết chúng thằng cài chớn thôi, ta không bao giờ giết vợ. Điều thuyền. Dạ. Ta về nha. Dạ. Vài bữa nữa ta sẽ đem quân lính tới để mà rước nàng về dinh. Dạ anh Trác về. Đẹp quá. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta, chiếm tim ta. Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi trong ta, mãi trong ta. Lời thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong mơ, giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào, lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Đẹp đôi quá. Thôi ta về nha. Dạ rước thái sư lại phủ. À khoan, quên. Giật bất ly thần, dầu đó xanh hiệu quả ngó chữa ba bệnh. Mình tưởng ông ấy quên là mình được chai dầu gió, hóa ra là ông cũng. Cha, vậy là kế hoạch của cha đã thành công rồi. Bây giờ sao cha? Tốt, bây giờ con lại vào chuẩn bị tiếp. Ba, cha lại gọi thằng lão bú. Nhá, khi nào cha kêu muốn ra đấy nha cha. Lã Văn Bố. Alo, Lã tướng quân đấy hả? À, lão phu đây ạ. À, lão phu là Vương Tư Đồ. Vâng, hôm nay là sinh nhật của lão phu, xin mời Lã tướng quân tới chơi một chút. Ơ, đang trên đường rồi à? Ồ, vâng. À, giờ see you later, bye. Tư Đồ. Úi giời. Tư Đồ. Sao nhanh thế? Nãy giờ ta đứng ở ngoài cửa vừa mời là ta phóng vô đây liền. Tư Đồ nè. Happy birthday Tàu Vũ. Happy birthday Tàu Vũ. Happy birthday. Happy birthday Tư Đồ. Happy birthday Tàu Vũ. Tàu Vũ. Happy birthday. Hay quá, đúng là võ tướng có khác. Happy birthday cũng rất là đặc biệt. À, mà có một cái điều lão phu muốn hỏi tướng quân mà không biết là có tiện không à? Hỏi lẹ đi chứ đứng trụ vậy cũng hơi mệt lắm. Ừ, hỏi lẹ đi. À, lúc nãy là hát thì hay à, múa này, nhưng mà cái cuối cùng ấy là như này là làm sao, là làm cái gì đó? Cái đó là ta giật như vậy là người ta kéo cái lông trĩ xuống đó mà. Ô à, cái lông đâu? Hồi đãi đi lật đật quá chưa có kịp gắn lên. Trời ơi, giờ gắn lên được đó. À, sao mọi khi cái lông trĩ dài mà sao lông này ngắn thế nhỉ? Cái đó là lông trĩ, còn này lông vịt. Đẹp không? Hay, đẹp trai quá. Quá đẹp trai. Đẹp trai đúng không? Ừ. Tư Đồ có biết bài lời tỏ tình dễ thương số 2 không? Biết. Đó, cái bài đó đó. Hi. Anh number one, đẹp trai dễ thương. Và con tim rất trung tình. Bà đã viết cho ta đó. Thế à? Thế thằng nào không ai dám hát cả.
Bài viết của ta thì chỉ có một mình ta hát thôi. Nè Tư Đồ nè. Dạ. Hồi nãy ta coi new feed trên Facebook á. Thế à? Đã lên Facebook nhanh thế rồi. Cho biết. Thì ta thấy rằng là cha ta nói là sẽ qua đây cưới con gái của Tư Đồ. Ổng chừng là con gái Tư Đồ chắc phải đẹp lắm nên cha ta lập tức là cho năm bà vợ kia vô trong nó xin hôm hết rồi. Mấy giờ Tư Đồ cho ta coi mặt kế mẫu được không? Coi được không? Tư Đồ cho ta coi được không? Lệnh đeo nội. Trời, ta kêu cho coi mặt kế mẫu chịu cho coi mà cứ cười há há hoài. Cứ bình tĩnh. À, được. Được phải không? Sẽ gọi cháu nó ra cho ra mắt Lã Tướng Quân. Chiêu liền, chiêu liền. Con ơi. Dạ. Tiên nữ xin ra mắt Động Tướng Quân. Điêu thuyền đấy à? Dạ. Ta về. Ê. Nhầm. Cái gì? Con này nó là người ở điêu thuyền là con của gã của lão mà nó lại là phi thuyền, mày đi vào ngay. Con này phi thuyền thì phi công nào dám lái? Dạ, cũng có mấy chục người lái rồi đó. Mà lái thằng nào chết thằng đấy. Tiền ngay mấy thằng phi công đó chắc nó không có biết phi thân cho nên nó bỏ mạng luôn. Dạ, thôi bây giờ con phi thân vô trọng đi cho đứng đây sợ. Lão bố đừng ói. Dạ. Dòng. Gọi cô ra đây. Cô ơi, tử đâu đi thuyền không à? Yêu thuyền. Dạ. Ui giời ơi, đúng là lã bố hí yêu thuyền. Anh bố đi hả anh bố? Anh bố đẹp trai quá trời quá đất ạ. Thật sự là hôm nay ta bớt đẹp rồi đó. Ủa gì hả? Ừ, tại ta mới đi đánh giặc ở bên Afghanistan về. Sóng gió sa mạc làm ta bớt lung linh và lộng lẫy đi. Ồ, vậy hả? Chàng đừng có lo, để chút xíu đó em sẽ tặng hai chàng hũ kem chống nắng của Kỳ Duyên House. I lie. Thank you very much. Thank you. Đúng là võ tướng có khác rồi, có cảm ơn thôi mà cũng mưa phun đầy mặt. Lã Tướng Quân đánh giặc thì rất giỏi, nhưng mà tôi nói thật. Nói sao? Cái riêng cái khoản gái là không có thể nào bằng Đổng Thái Sư được. Tư Đồ được có cái nói đúng. Thật sự cái vụ cua gái thì ta thấy cha ta rất là hay. Tại vì trời thương ổng cho nên ổng thường chơi. Còn ta trời không có thương nên thường không có chơi. Tại bận rộn đi đánh giặc quá mà đâu có thời gian đâu mà bồ bịch. Bởi vậy cả triều đình nó đồn ta bê đê. Cái gì vậy? Mới có đồn chứ phải thiệt đâu mà làm gì khóc liền vậy? Không phải vì chuyện đấy. Chứ chuyện gì? Chả là thế này. Thế này. Tôi mời Đổng Thái Sư qua đây coi mắt con gái của tôi. Ừ. Để xem là nó có hợp không để cưới cho Lã Tướng Quân. Mà ông ấy qua, ông thấy con gái tôi đẹp quá, thế là ông hốt luôn. Có chuyện này sao? Vâng. Đấy, tôi này, tôi cũng muốn gả cho cái người mà nó phải tương xứng. Đấy, đẹp, dai, phong độ. Đấy, con gái tôi cũng muốn lấy một cái người mà phải giỏi giang, phải còn giỏi võ. Tư Đồ nói đúng. Nếu Tư Đồ đã muốn gả con gái cho ta, điêu thuyền nàng cũng muốn lấy ta, thì Đổng Trác Nô Đo. Ủa, Nô Đo là gì vậy? Bích cửa cài thêm hai trái lựu đạn vô. Nhưng mà ông ấy, cả triều đình sợ ông ấy, mà lại cả nước sợ ông Đổng Trác, thì làm sao mà bây giờ tôi làm thế nào bây giờ? Cả nước sợ Đổng Trác, cả triều đình sợ Đổng Trác. Đúng. Vì bên Đổng Trác có Lã Bố ta. Không có Lã Bố thì Đổng Trác chỉ là đống rác. Một ông già bất lực, bệnh tiểu đường, trói gà cũng chặt
thì có gì đâu mà phải sợ. À... bố ơi. Ơi bố đây. Không, con kêu anh bố, không con kêu cha. Kêu phải rõ ràng là anh bố. Ê, vô trong đi cho đôi trẻ người ta tâm sự chút. Đi vào dạ, chả mà biết điều gì hết rồi. Anh bố ơi, vậy là từ nay em không kêu anh bằng anh nữa rồi, mà em phải kêu bố bằng con. Ê, why? Thì tại vì em phải lấy cha của chàng là Đổng Thái Sư đó. Đâu có được. Điêu thuyền là của lã bố, lã bố là phải của điêu thuyền. Điêu thuyền nào phải về với ta. Điêu thuyền. Anh bố. Ê bố đây. Không kêu anh. Tại sao người dám mơ ma của mày? Má cứ đứng đây, anh qua anh xử ba, sao anh về anh cưới má liền. Đổng Trác, mày nói cái gì? Đổng Trác, mày muốn cái gì? Tại sao là ôm gia của ta? Không, điêu thuyền là của lã bố. Mày đưa tôi đâu? Chuyện này là sao? Ha? Ông, tôi không biết làm thế nào. Không biết làm thế nào là thế nào. Lã bố giỏi võ như thế, bây giờ sang đây nó bảo là xem mặt kế mẫu, thế là bây giờ xem mặt đẹp quá, thế là nó lệ thích vớt luôn rồi. Mà cũng tại ông. Sao tại tôi? Tôi đã dặn rồi là đừng có post Facebook. Tự nhiên là post Facebook là ai cũng biết là nó sang đây, có phải bây giờ mất vợ không? Tôi, mà cái gì? Tôi thích thì tôi post. Ai? Bây mà tôi nói cho ông biết lúc nãy nhá, nó còn nói là ông bị bất lực. Cái gì? Lại bao? Người dám nói tao bất lực à? Thằng hỗn lao. Tôi biết hay. Ai? Hay. 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 Người muốn gì? Ông muốn gì? Thôi. Cái gì vậy? Giờ muốn quýnh lộn phải không? Quýnh lộn phải không? Anh á là con phải nhường cho cha, biết chưa? Biết chưa? Cha con gì? Ta họ Lã, ông họ Đổng, không có liên quan gì với nhau hết. Ô, ta là Lã bố, cha ta là Lã Giọng. Nàng có ăn cá Lã Giọng chưa? À, có ăn rồi. Ngon đúng không? Ngon. Ba ta làm đó. Ủa vậy hả? Còn bên kia, ta chỉ mới làm công trọng có 2 năm thôi. Cái già cả lớn tuổi kêu tiếng cha vậy, chứ không lẽ kêu tiếng mày, nó cũng mất dạy. Thằng mất dạy. Dạ thưa cha. Ừ. Giờ dinner đã tới. Cha muốn ăn cơm hến hay cơm âm phụ để con nấu? Cha thì cha hợp với hến, không hợp với âm phụ. Dạ. Mày ghé nước miếng vô đi. Dạ. Cha chảy xuống đụng với nước luôn kìa. Thứ đồ. Ai đây? À, đây là con gái nuôi thứ hai của lão phu. Ừ. À, chị nó là Điêu Thuyền, em nó là Điêu Linh. Oh. Nghe sao muốn điêu đứng luôn vậy? Ta sắp điêu tàn rồi. Nè, từ đồ toàn là con gái nuôi xinh đẹp hết. Chẳng hay nàng này xuất xứ từ đâu? Vâng. À, con ra thưa chuyện với Lã Tướng Quân, với Đổng Thái Sư rồi tự tóm tắt thiểu sử luôn đi con. Ừ. Dạ. Dạ thưa Đổng Thái Sư. Dạ thưa Lã Tướng Quân. À. Ngày ngày em gánh hàng rong. À. Trên phố có hàng cây thông. Ừ. Dưới phố có một vườn bông. Vườn bông có con kỳ nhông. Và ngoài chợ cũng rất đông. Chợ cặp anh lĩnh lệ tên Phong. Anh là người đàn trong dừng em về phủ Khai Phong. Cái này là con tào lao này con này. Cái phủ này á là phủ Doãn.
là ba là Vương Tư Đồ chứ không phải là Phủ Khai Phong. Ừ. Con lồn, con lồn. Con á, con tiếng Huế con đừng nói chữ lộn, nó kỳ lắm, con phải nói chữ nhầm. Bởi vì con thích nói vương ông, con nhầm. Con nhầm. Nhầm mà. Yeah. Rồi sao nữa? Rồi vào đây, em gặp được hai cộng lông. Gặp được hai cộng lông. Nhiều khi có lông nó cũng có cái lời. Chứ không có giống như bên kia. Tội lỗi. Xin lỗi mày à. Cái này là cái gì mày? Cái đó rau. Ông nói. Rồi. Yeah. Cái gì? Tình chạm áp như vân thái dương. Mày muốn cái gì mà nói mẹ ra đi. Tài. Cái gì mà chàng... quá đáng gì cha. Từ từ chứ. Sao xúc mão ta luôn à. Mới thấy cái đẹp thôi mà làm gì mà dữ vậy nè. Chào con nói nghe nè. Chuyện gì? Ai cho con tâm sự? Sao? Con nói cho nghe. Nãy giờ con thấy con mất bất hiếu quá. Đúng. Lương tâm con cắn rứt. Ừ. Thấy có lỗi với cha quá. Ờ. Bây giờ con tính như vậy. Sao? Điêu thiện của cha, điêu linh của con. Mày chơi cha tao hả? Hả? Điêu linh của tao, điêu thiện của mày. Không, điêu thiện của cha, điêu linh của con. Điêu thiện của mày. Không, của cha. Điêu thiện của mày, mày. Của cha. Mày đừng có cãi nha. Con tự nhiên bây giờ con vào đây làm con làm hỏng hết chuyện của cha với cả chị rồi. Con vào đây làm gì? Con quên. Con đi kiếm Nguyệt Cạc ơi. Nguyệt Cạc của mẹ mua rồi. Ơ Nguyệt Cạc. Con Nguyệt Cạc đâu rồi? Đâu rồi? Trời ơi. Này kiếm ai? Ủa kiếm cái gì vậy? À, gì? Con Nguyệt Cạc. Nó đi kiếm con của nó khổ. Hả? Ủa nàng có con rồi sao? Nói vậy là nàng đã có chồng. Dạ không. Hên quá. Chị mới có con thôi. Cái niên người Mỹ gọi là single mom. Chết cha ơi. Vậy thì cha đứa bé đâu? Dạ cha đứa bé đang bận diện cho chương trình Thủy Nga quay show 121. À, ai vậy? Là ai? Dạ Băng Kiều. Cái thằng này nhỏ mà nó lẹ dữ. Bởi vì người ta nói đúng. Nhỏ mà nó có vỏ. Chỗ nào cần bự nó mới bự. À theo tôi thì cái chuyện này mình không nên đào sâu. Dạ. Mình bỏ nó đi. Bỏ. Bỏ cái gì? Tôi thấy nhìn ông có hơi giống giống đó. Thôi. Đây, đẹp trai thế này cơ mà. Rồi, được rồi. Cha. Yeah. Bây giờ cha tính sao đi chứ con thấy vậy là không được rồi. Cha tính như vậy. Ở nhà này một đứa thì ô môi, một đứa thì single mom, không có vui. Bây giờ về triều, cha con mình đoạt ngôi vua, rồi tuyển cung phi toàn quốc chia nhau xài. Cha, con thấy mấy mình nên tuyển hoa hậu đi. Hoa hậu của con, á hậu của cha. Mày chưa cha tao nữa hả mày? Con đi về. Con hơn cha là nhà có phúc mà. Thôi về cha. Đứng lại. Còn tôi thì sao? Cái gì vậy? Tôi thì sao? Sao bà đàn ông dữ vậy bà? Sao tự nhiên men lì quá vậy? Rồi đàn ông thì sao? Không thì thôi đi. Không. Tôi không còn, yêu em nữa. Không. Tôi không còn yêu em nữa. Không. Tôi không còn yêu em nữa. Em ơi. Anh á. Em nè. Đang làm cái gì á? Đang thay táo cho con á. Bộ con ý à? Ít to rồi. Nhớ nha,
bó phấn được vô cho nó hâm cái đít con nhỏ là tậu chết luôn á. À, dạ có chứ, em có đi làm. Nhưng mà trời ơi, cái văn phòng này nó dán quá đi. Anh nói tới tối tới mai cũng được nữa, không có sao hết trơn á. Mà khổ nổi cái ông chủ này nè, ông có chịu làm gì hết trơn á. Ông có đi hoài ê, tối ngày đi tán gái hoài thôi. Ông biết em là vợ của anh, mà ông có rủ em đi casino hoài ê, không biết làm sao nữa. Trời ơi, em khổ ghê á. Cái điều này chắc là ông một tuần nữa thôi là em nói thiệt với anh nha, là ông sẽ đóng tiệm, ông đi ăn xin qua phê phút tem thôi chứ không nói gì hết trơn. Khổ quá anh ơi. Thôi, ông vô rồi nha, em cúp nha. Nhớ mua tá cho em, ông quên, mua tá cho con nha. Rồi rồi, anh gì à, hả? Dạ nha, bye nha. Trời ơi, hung cái gì, trời ơi, khổ quá. Đúng rồi, kỳ quá, bất cớ quá. Thôi cô, hôm nay mình có cái hẹn nào không cô? À, dạ thưa luật sư có à. Thế cô đã làm hồ sơ sẵn chưa? Sang tên nhà hay là ly dị? Đâu có sang tên nhà ly dị gì đâu. Không có gì hết trơn á. Chứ cái gì? Chỉ hẹn có luật sư làm 11 giờ, luật sư đi nhổ răng thôi. Tôi không hiểu làm sao bây giờ cái dạo này không ai thưa kiện cái gì là sao nhỉ? Có chứ luật sư, nhưng mà nó không có vô chỗ của mình. Cái đó là lỗi tại cô đó. Tôi mướn cô về đây không phải là để cho cô làm thư ký không? Cô đi ra đường hay cô đi tiệc tùng ma chay cưới hỏi đó, cô gặp ai cô phải xúi người ta thứ. Chứ còn cứ tình trạng này vài tháng là tôi đóng cửa đó, tôi trở về nghề cũ. Trời ơi, ông lấy luật sư biểu con kêu người ta là chia rẽ hạnh phúc của người ta làm sao luật sư? Luật sư nói nè, đây nè, con có ghi nè, con ghi rõ ràng trong nè. Đó, 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 luật sư coi nè. Đó, nè ngang, đọc ngang. Luật sư nè, văn phòng luật sư Trần Trừng Trị nè. Đó, kinh nghiệm lâu năm về tội phạm hình sự cũng như đòi bồi thường dân sự khác. Đó, con ghi mẫu này luôn. Con nói thiệt. Cô thấy cái thành phố ở đây là bây giờ bao nhiêu luật sư rồi? Luật sư đông như kiến. Mà cô quảng cáo cái kiểu đó thì nó bình thường có ma nào nó để ý đâu. Cô lấy giấy viết ra ghi đi, tôi đọc lại. Lấy giấy viết ra. Thấy chưa? Dạ chưa. Cho con mượn cái bàn nha. Rồi cứ ghi nè. Nói đi. Luật sư Trần Trường Trị. Ghi số 1 vào. Điều thứ nhất, luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Hết tiền rồi. Luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Rồi vơ hết tiền rồi làm mẫu. Rồi chưa? Rồi. Xuống hàng. Xuống dòng. Xuống hàng. Xuống dòng. Thì cô xuống đâu đó, cô xuống đi. Dòng ở nhà hàng gì cũng được thôi. Đọc tiếp đi. Thứ hai, cam đoan sẽ đi dự đám tang nếu thân chủ của mình bị tử hình. Thôi nữa đâu. Cam đoan dự đám tang nếu thân chủ của mình tử hình. Xuống hàng. Thì xuống nè. Cái câu này cô viết hoa cho tôi. Bớt 50% cho thân chủ nếu là quả phụ dưới 29 tuổi. Bớt 50% dưới quá phụ 29 tuổi. Ờ à, đó. Trời ơi, nó thấy cái mặt luật sư nó chạy 80 độ rồi chứ đâu có làm chi đâu mà nó đó, xong rồi đó. Cô cứ ghi như vậy đi ha. Cô cứ quảng cáo như vậy đi thử vài tuần. Nếu không được thì tôi đổi quảng cáo khác nha. Alo. Dạ. Dạ văn phòng luật sư Trần Thượng Trị ạ. À. Bác sĩ Quỳnh hả? À? Dạ có. Bác sĩ qua trao đi. Trao tới chiều cũng được nữa, nằm ngủ cũng được nữa. Trời trong phòng nó giống quê à, không có ai chờ đó. Em nói thiệt á. Qua trao đi. Thiệt á. Qua nghe. Rồi ha. Ai đó cô? Dạ bác sĩ Quỳnh làm thẩm mỹ Hồng Nhan đó, ở bên kia đường kìa. Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi? Ai gọi đến đây á thì cô làm ơn cô nói cho tôi là tôi đang có thân chủ, hoặc giả là tôi đang cãi ở ngoài tòa. Tại sao cô cứ vạch cáo cho thiên hạ xem lưng ngoài vậy? Ai gọi đến cô cũng bảo ông ấy chồng gọng thì... Cô phải nhớ rằng ông bà đã nói là nhà hàng vắng khách là nhà hàng nó nấu không ngon. Còn luật sư mà vắng thân chủ tức là luật sư cãi dở. Cô hiểu chưa? Cô nhớ chưa? Thì đúng rồi, nói đúng rồi, cái dở thì cái dở chứ bắt con nói láo sao con nói được. Văn phòng luật sư mà nói láo thì ai vô?
thôi được rồi, con về làm việc. Mướn ngay còn khùng. Đó, ông qua đó kìa. Hello. Hi doctor. Hi lawyer. Ba T. Hả? Gì ba T? Trần Trừng Tỷ là ba chữ T đó. Ủa? Bộ chưa tới giờ mở cửa hay sao mà văn phòng thì không có người khách nào hết trơn vậy cô? Dạ có chứ, luật sư mở từ sáng sớm tới giờ luôn á mà không có ai hết trơn á. Ờ yeah. Dạ không có người nào hết trơn á. Luật sư, bác sĩ cứ cho bình thường, cho thoải mái luôn. Đánh bài đánh bạc thì cứ đánh đi. Mà thua rồi quýnh làm gì làm. Không có sao hết trơn á. Luật sư con dễ chịu lắm. Sao nay rảnh dữ đây? Rảnh gì đâu rảnh. Ông biết mà, thời khóa biểu của tôi đó, từ sáng tới khuya đó, có lúc nào được nghỉ đâu. Ăn cũng không có thì giờ mà. Ông thấy không, đi ra đường phải bận đồ này nè. Chuẩn bị kêu về mẫu liền à. Bị sáng này có cái bà tới hẹn hút mở bụng. Chuẩn bị xong xuôi rồi, lên bàn mẫu rồi, chích thuốc tê rồi, tính lấy máy ra hút bụi. Hả? À không, tính máy ra hút mỡ. Trời ơi, tự nhiên ông chồng nó xuất hiện lôi cổ về không cho hút. Nhờ vậy mới rảnh 2 tiếng qua đây tính rủ đi, ông đi ăn phở đây chứ. Ờ được, không cảm ơn, sorry thôi. Ông thấy không, đây là hồ sơ là ngập mặt như thế này, thế này làm chưa xong này, tôi phải ra tòa cãi bây giờ này. Nghe. Yeah. Thôi để hôm khác nha. Bận quá. Luật sư ra tòa cãi lộn nha, luật sư. Đâu có ai đâu mà cãi. Trời ơi, đi ăn phở đi. Tao này ăn bánh mì với xì dầu không. Trời ơi, nó ăn chết luôn. Cô à, cô nói tôi mới để ý nha. Cái văn phòng này tôi bước vô tôi thấy sao mà nó yên tĩnh quá. Tôi thèm được cái không khí vắng vẻ vậy mà không được á. Bên phòng mạch của tôi thì ui cha nó ồn ào, bệnh nhân đẩy ra không hết. Nói gì vừa tôi cha. Móc họng nữa đi. Không, tôi không móc họng, tôi nói thiệt. Nè, mở một cái văn phòng ra mà nó vắng như vậy là quý lắm. Thấy không? Muốn làm, muốn nghỉ nghỉ. Mà nghỉ nhiều hơn làm. Thấy không? Buồn, lâu lâu muốn ngồi thiền cũng không ai quấy rầy mình. Thôi mà móc họng nhau hoài chứ cha ơi. Cái gì? Nhưng mà tôi nói thật cho nghe. Nói gì? Cái nghề luật sư của tôi á. À. Bây giờ tôi mới thấy là tôi lầm. Chứ hồi trước á, mà tôi biết rằng là cái ngành giải phẫu thẩm mỹ mà kiếm được tiền nhiều như ông, thì tôi cũng đi học bác sĩ y khoa rồi. Cô à, hồi nhỏ đó, học trung học, ông học giỏi hơn tôi đó chứ. Ha? Lên đại học tôi năn nỉ ông. Đi là học y khoa với tôi. Ông nói thôi, để tôi học luật để làm chính trị. Đó, làm chính trị mà giờ ăn bánh mì xì dầu không à. Không, bác sĩ nói vậy cũng không phải. Luật sư em á, ông cũng giỏi lắm á chứ. Coi như là, nè, em thấy để trong báo nè. Đây nè, luật sư nào có tài thật á, nhưng khổ nổi cái mặt của ông á, nó bằng đảng quá đi. Ừ. Đó, đó ứng cử dân biểu 2 lần, bị rớt. Vậy? Nè, xong rồi ứng cử nghị viên 2 lần cũng rớt luôn. Sao kỳ vậy? Ai biết. Mà rồi. Có ai bầu cho ổng không? Có. À. Em coi hai cái giỏ nó có 2 cái vé cho ổng á. Phiếu chứ vé gì? Lộn cái cine hoài. Phiếu vé cũng vậy thâu trời. Ừ. Mà nhà quê mà. À. Đó. Nhưng mà em gỡ ra em thấy á, một tên là vợ ổng với lại một tên là con ổng. Ồ. À. Vậy thôi à. Anh Huỳnh ơi. Gì? Nhưng mà cái nghề luật sư của tôi mới là cái nghề cứu đời. Chứ còn cái nghề giải phẫu thẩm mỹ như anh thì chỉ có biết kiếm tiền chứ có giúp ích gì được cho đời đâu. Ông nói lộn rồi nha. Ông chỉ cứu được những kẻ phạm tội khỏi đi tù thôi chứ cứu ai. Còn tôi nè, một người đàn bà sắp bị chồng bỏ, tới gặp tôi tân trang lại, chồng yêu thương trở lại. Có nghĩa là tôi là cứu giúp cho người ta, thấy không? Bảo vệ hạnh phúc gia đình. Như vậy sửa sắc đẹp, có nghĩa là tạo cho người đàn bà tự tin hơn, thấy không? Dễ dàng trong cuộc sống. Sửa sắc đẹp là làm cho xã hội càng ngày càng nhiều người đẹp, ít người xấu, như ông vậy đó. Nói tóm lại, sửa sắc đẹp là làm đẹp cho cuộc đời. Beautiful life, baby. Nhưng mà ông giải phẫu thẩm mỹ cho người đàn bà, rồi ông nhìn vào đi, ông có biết chỗ nào thật, chỗ nào giả không? Nói chuyện trong mệt quá. Em, bác sĩ nói nghe nè. Trời ơi, nói chuyện mà quên cái business. Đây, business card của bác sĩ đó ha. Thẩm mỹ viện Hồng Nhan. Dạ. Sửa mũi 1.000, cắt mắt 2.000, bơm ngực 3.000, hút mở bụng 4.000,
tân trang toàn diện từ trên xuống dưới, giá sỉ 8.000. Khi nào em cần qua, bác sĩ có giá đồng hương. Mặc quá không được. Thôi được rồi, trời xin sao đớ vậy. Trời ơi, thằng chồng ấy, nó biết em sướng, nó về nó quánh cái mặt em từ lưa là em nói em má em nhặt em không ra luôn. Thôi trả lại cho bác sĩ. Không, em biết anh bác sĩ biết là em làm ở đây không có nhiêu tiền. Thôi giờ bác sĩ bớt em 4.000 cho em trả góp, không lấy tiền lời. Thằng không được nữa. Sao vậy? Thôi chồng nó nói trời xin sao đỡ vậy thôi à. Nó không có cho em sửa đâu. Thôi thôi bác sĩ đừng có dụ em nữa. Vậy thôi hả? được rồi, không làm đâu. Không quýt em. Trời đất ơi. Đây nè. Bây giờ em quay một vòng bác sĩ coi coi. Không quay hả? À. Đẹp. Đẹp lắm. Quay trước coi. Phía trước hơi bằng phẳng. Cần phải sửa lại cho nó nhấp vô chút xíu nữa cho hấp dẫn. Bác sĩ nói cho em nghe, ngày xưa người ta nói là hồng nhan bạc phận, nhưng mà ngày nay á, tới thẩm mỹ viện của bác sĩ thì em sẽ trở thành hồng nhan bạc triệu. Anh ơi, anh đến đây mời tôi đi ăn phở hay là anh đến đây để anh dê cô thư ký của tôi? Tôi đang bận sổ sách bỏ mẹ nữa, nghe anh nói thế này nữa. Bây giờ ông có rảnh ăn phở với tôi không? Tôi nói rồi, anh thấy sổ sách không? Tôi ra tòa bây giờ mà. Thôi, sorry hôm khác đi nhá. Ok, vậy thôi tôi về. Ở bển còn cả chục ca mổ chờ chứ đâu phải tôi đâu có rảnh. Chừng nào tôi mổ xong rồi tôi qua đây cho ông cho tôi nhầm nhờ chút xíu cho yên tĩnh nha ông. Thôi bye nha. Em giữ cái ca cho bác sĩ đi. Bye bye nha, luật sư Ba Tê. Dạ, bye bác sĩ. Luật sư sao không đi ăn phở đi? Tao tối nay gặp bánh mì hoài ơi. Thôi cái chuyện bánh mì của tôi cô về bàn đi nhá. Khùng tập 2. Chào cô. Dạ chào bà. Luật sư có đây không cô? Dạ. Gấp quá không kịp gọi phone lấy hẹn trước. Cô thông cảm nhá. Cô làm dạ. Ơn vào nói thư với luật sư giùm tôi. Cho tôi gặp luật sư một vài phút thôi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Nhá. Nói gì mà nói dữ vậy trời. Bà muốn gặp luật sư phải không? Đúng rồi. Đó. Bà qua em đó gặp đi. Dạ vâng. Luật sư ơi. Có khách. Có khách đó. Nói đi, nói cho tới chiều luôn đi. Nha, bây giờ em đi đi làm. Rồi, cô đi đi, cô đi lo quảng cáo cho tôi đi. Chào bà, tôi, luật sư Trần Trường Trị. Tao nói tới mai, tới mai. Chào luật sư. Em nhớ ra rồi. Nãy bước vào nom thấy mặt luật sư, em cứ tưởng là tội phạm. Dạ không. Chuyện là như thế này. Tuần trước đó, em có đi đánh ghen nên bị bắt. Lúc mà bị giam ở sở cảnh sát á, em nhìn thấy nhiều khuôn mặt nhìn hao hao giống luật sư nên em tưởng. Cho nên cô thấy tôi quen thế gì? Dạ vâng. Tôi tò mò tôi hỏi cái này nhé. Dạ. Thế bà đến đây là do ai giới thiệu hay là bà đọc quảng cáo trên báo? Đâu có ai giới thiệu đâu. Mà em có đọc báo bao giờ đâu. Chứ sao bà biết đây bà tới? Hay. Luật sư quên rồi à? Cách đây một tháng, chính luật sư là người đứng ở bến xe bus phát mấy cái flyer, luật sư nhớ không? Luật sư dúi vào tay em một cái này. Lúc đấy em tính quăng mẹ vào sọt rác rồi. Nhưng mà nhìn thấy mặt luật sư tội nghiệp quá nên em bỏ đại vào trong bóp. Không ngờ hôm nay lại có dịp và lấy ra xài. Nhưng mà tôi hỏi bà bây giờ bà cần tôi giúp gì? Dạ thưa luật sư, chuyện là như thế này. Cách đây một tháng, không, cách đây vài năm, em có đi sửa sắc đẹp. Nói toạc ra là em đi bơm ngực. Thấy không luật sư? Thấy cái gì? Bơm ngực. Thấy rồi. Không. Luật sư làm ơn nhìn kỹ em. Tôi thấy hai chai bưởi Biên Hòa cứng ngắc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà là bây giờ cái chuyện bơm ngực của bà có dính dáng gì đến tôi không? Hả? Dạ dính chứ. Không dính dáng em tới đây kiếm luật sư làm cái gì? Thưa luật sư, như thế này, em bảo ông bác sĩ, ông làm cho em C-cup thôi, nó mới hợp với thân hình của em, đúng không luật sư? Nhưng mà ông bảo với em à, lỡ bơm ấy thì bơm cho bự. Đặc biệt hôm nay ấy, phòng mặt khai trương, nên ông tặng cho em cái giá đít cao. Bơm one, get one free. Bơm hai bên, tính tiền có một bên. Em thì được cái tính hàm rẻ nên em bảo ổng là bác sĩ muốn bơm bao nhiêu thì bơm. Không ngờ ổng lại bơm cho em super size.
Ngực to thì tốt chứ sao mà. Tốt cái gì? Ông bơm to quá. Nhiều lúc em đi em cứ muốn suýt nữa là sắp ngã xuống, chuối ngã xuống đất rồi. Em bây giờ em cảm thấy tức ngực và khó thở. Nói thật với luật sư, ai mà đụng vào giống như hai quả bong bóng, mất hết cảm giác. Thưa bà. Dạ. Cái thứ nhất là tôi không có thời giờ. Bà dạ. Đừng làm phiền tôi. Dạ. Nên cái thứ hai tôi không có thời giờ mà tôi đứng đây để cho bà khoe ngực. Nhá. Khoe cái gì mà khoe? Còn cảm giác nữa đâu mà khoe. Thưa luật sư. Luật sư à, em tới đây á là em nhờ luật sư thưa cái ông bác sĩ ra tòa đòi bồi thường thiệt hại lại cho em. Thưa ra tòa? À, dạ vâng. Sao bà không nói trước? Mời bà ngồi, mời dạ bà vâng, ngồi. Dạ vâng. À, rồi. Mời bà dạ vâng. Ngồi đấy. Cái chuyện nào vậy? Bà nói dài quá tôi không hiểu cho nên là bà cứ nói trước là bà thưa là hay là. Dạ vâng. Tôi hỏi bà là ông bác sĩ nào sửa cho bà đấy? À, dạ, ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh ấy, thẩm mỹ viện Hồng Nham bên kia đường kìa luật sư. Thế à? À vâng. Thế bà tính đòi bồi thường thiệt hại bao nhiêu? À, dạ thưa luật sư, em tính đòi bồi thường thiệt hại khoảng 100.000 thôi. À, luật sư thấy có nhiều không luật sư? Một cái tai nạn thảm khốc như thế này dạ. Mà bà đòi bồi thường có 100.000 à? Tôi hút cháo à bà? À, là sao luật sư? Bà phải đòi thường 1.000.000 đồng. Ồ, 1.000.000 đồng. Thế có nhiều không luật sư? Thưa bà. Dạ. Tôi là luật sư Trần Trường Thị. Những cái kê dân sự mà dưới 1.000.000 đồng như thế này thì dứt khoát tôi không bao giờ tôi nhúng tay vào. Nhưng mà luật sư, luật sư nhắm có được không luật sư? Tại sao lại không? Ở đời có những cái người đàn bà đau khổ như bà, đang đau khổ như bà mà lại không biết mình đau khổ. Dạ. Và vì thế mới cần những người luật sư tài giỏi như tôi để nói cái nỗi khổ đau của bà. Dạ vâng, dạ vâng. Bà nghe đây. Dạ vâng. Ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh dạ. Đã tặng cho bà 2 trái dưa hấu bự quá. Dạ. Cũng vì 2 trái dưa hấu đó nó bự, nó sẽ trở thành cái gánh nặng 1.000 cân mà bà phải đeo trước ngực như thế này. Rồi vì cái gánh nặng đó nó từ từ nó sẽ kéo cái lưng bà cong xuống. Rồi bà sẽ phải chống gậy mà bà đi, bà hiểu chưa? À không, bà bình tĩnh, bà ngồi dạ. Cái đó là tôi nói chuyện về đường dài thôi. Dạ vâng. Còn hiện tại bây giờ, bà nói là ngực bà mất cảm giác. Đúng, đúng. Bà mất cảm giác thì chồng bà nó sẽ chán bà, nó bỏ bà và nó đi lấy vợ bé. Bà bị khủng hoảng. Và từ đó, bà dở điên dở khùng, sống không ra sống, chết không ra chết. Bà không có thể nào mà lo làm ăn, nấu nướng, nuôi con được đâu. Và cũng chính vì thế, cái nỗi khủng hoảng đó nó sẽ làm cho thân thể của bà mỗi ngày mỗi gầy đi. Không, không. Em càng ngày càng béo ra luật sư. Nếu mà béo à? Dạ vâng. Thế thì càng đúng, nguy hiểm hơn nữa. Dạ. Tiếng Mỹ nó gọi cái đó là bệnh depressed. À, luật sư mà depressed là gì? Em chẳng hiểu cái nghĩa là gì cả luật sư. Từ ngày tôi ra hành nghề cứu đời cho dạ. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu cái người đàn bà có cái bộ mặt hung ác mà đầu óc lại lú lẫn giống như bà. À không, đơn giản giống như bà. À. Bà phải tưởng tượng ra một cái viễn tưởng đen tối, một cái màu tang thê thảm đang từ từ kéo đến để phủ lấp cái tương lai tươi trẻ của bà. Vì ai? Vì ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh đã tặng cho bà 2 trái dưa bự quá. Nhưng mà thưa luật sư. Bà đứng. Dạ dạ vâng. Lệch dạ. Rõ dạ. Lệch dạ. Bên to bên nhỏ. Không 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 không. Bên to bên nhỏ là lỗi thằng chồng em, nó thuận tay trái. Một người bác sĩ giỏi dạ. Trước khi bơm phải hỏi chồng bà thuận tay nào dạ. Rồi từ đó ông ta mới trừ hao đi bơm là vừa. Oh. Bà dứt khoát đòi 1.000.000 nữa thôi. Dạ. Luật sư ơi à, luật sư muốn đòi bao nhiêu thì đòi. Chăm sự nhiều luật sư. Miễn sao à, em không phải chi đồng nào là được rồi. Mọi chi phí văn phòng chúng tôi lo hết nhé. Dạ vâng. Bây giờ bà đi qua bên này. Dạ vâng. Bà điền cho tôi mấy cái chi tiết cá nhân đi. Dạ, dạ. Rồi tôi sẽ tiến hành thủ tục thưa ông. Dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều nhé. Dạ. Dạ, em làm liền. Xin mời bà. Dạ, dạ cảm ơn. Trời, luật sư, thưa thư bạn của luật sư thì có sư bác sĩ Huỳnh á. Ông mới mời luật sư đi ăn phở đây mà. Cô thấy không? Ở hiền gặp lành. Tôi có cái linh tính trước nên dứt khoát tôi đâu có nhận lời đi ăn phở với ông ở đâu. Trời, đúng là gà què ăn quắn có sai. Trời ơi. Cô lo cái việc của cô đi.
nha. Một người luật sư giỏi là phải biết gác bỏ cái tình cảm cá nhân qua một bên để thưa, thấy chưa? Bà mà có tiền bà kêu tôi thưa, bố tôi ra tòa tôi cũng thưa đó. Bố cứ lo làm việc của vậy bố. Là luật sư thưa nha, không phải em nha. Bây giờ em gọi cho bác sĩ nha, bác sĩ để bác sĩ mướn luật sư khác biện hộ giùm, không phải em nha. Cô cứ gọi cho ông rồi mình phải làm cho nó đúng luật lệ cả chứ. Hello, bác sĩ Quỳnh hả? Qua đây mau lên. Trời ơi, ông luật sư Trần Trường Trị nè, ông thưa bác sĩ nè, ông thưa bác sĩ là bơm mực gì đó không biết nữa, cái to cái lớn gì đó không biết, nên bây giờ đi qua qua liền đi, qua liền đi ngang, chứ em mà em không dính dáng cái chuyện này đâu á. Bye. Mình chú Mánh à, có thấy chưa, tôi đang buồn ngủ mà gặp chú Mánh. Gà què ăn quắn có say thì nói cho rồi. À anh Huỳnh, tưởng bận lắm chứ sao mà qua lẹ vậy? Tôi bận chứ đâu có ế gì không hả? Đang ca bơm ngực, mới bơm được phân nửa phải bỏ chạy qua đây, tức quá mà. Tôi nghe cô thư ký đó ông thư tính thưa tôi phải không? Trời ơi luật sư, trời ơi, tôi thưa thật chứ tính cái gì. Thưa thật hả? Mà thưa tôi cái gì? Ông nên nhớ nha, tôi với ông là bạn bè mấy chục năm nay rồi, tiền cá độ bóng đá ông thiếu tôi mấy tháng chưa trả mà, sao giờ ông nở lòng nào thưa tôi là sao? Anh Huỳnh ạ, thiếu nợ đó là cái personal, còn thưa nhau ra tòa nó là cái business. Cho nên ở Mỹ này anh đừng có lẫn lộn giữa personal và business. Nguyên tắc quá. Mà thưa tôi sao được? Đưa được chứ. Cái bà đó là tới tình nguyện năn nỉ tôi bơm, thấy không? Thưa tôi làm sao được? Anh nghe này, người ta đòi anh bơm một trái cam, anh chơi cho người ta thành bằng trái bưởi. Người ta đòi anh một trái dừa xiêm, anh chơi tặng người ta hai trái dưa hấu, làm sao không thưa anh được? Ông ơi, mấy cái bà đó toàn là xạo không à. Bà nào tới cũng đòi bơm cho lớn, tôi cản đâu có được, phải không? Không tin đó hả? Ông về ông hỏi vợ ông đi, chính bàn tay tôi đã sửa cho vợ ông cách đây 3 năm. Trời ơi, 3 năm rồi tôi xài đồ giả mà tôi không biết sao. Bởi vậy mới nói. Không, nhưng mà người ta... Nhưng gì? Còn nữa, con gái ông không nhờ bàn tay giải phẫu thẩm mỹ của tôi, sức mấy mà nó lấy được thằng chồng ngon lành như bây giờ. Ông nhìn là ông đi, mặt mũi ông mà con gái ông giống y hệt ông à. Khác cái là không có râu thôi. Trời đất ơi, để tự nhiên thì ai thèm lấy. Bởi vậy tôi là người đem tới hạnh phúc cho gia đình ông, cũng như bao nhiêu gia đình người khác. Nhưng mà cái bà đó bà thưa ông là vì ông làm cho ngực bà mất cảm giác. Ba tê à. Trời đất ơi, ông là đàn ông mà ông không biết cái gì hết trơn á. Phụ nữ sửa sắc đẹp là để tạo cảm giác cho đàn ông, chứ đàn bà đâu có cần cảm giác. Ông có feeling là được rồi, còn vợ ông có feeling hay kệ nó. Anh Huỳnh. Gì? Anh là bác sĩ. Ừ. Tôi là luật sư. Ừ. Tôi và anh đều sống chết cho cái nghề nghiệp của mình hết. Ừ. Bệnh nhân đến bảo anh bơm chỗ nào thì anh bơm chỗ đó. Ừ. Còn tôi, thân chủ tôi đến bảo thưa thằng nào thì tôi thưa thằng đó. Cho nên mong anh thông cảm cho nha. À, tôi cũng thông cảm chứ. Nói thiệt, cái phòng mạch tôi đối diện với văn phòng của ông á, mỗi lần mà tôi trưa tôi nhìn qua, tôi thấy sao mà nó giống như là như là nghĩa trang hun hút rồi đó. Tôi cũng buồn thắt ruột vậy đó. À, bây giờ như vậy, thật ra tôi không phải sợ đi hầu tòa đâu, mà tôi thấy không chịu, tôi bề bộn quá, bận lắm. Cho nên tính về nè, bây giờ ông dẹp cái vụ kiện đó đi, đưa cho ông 10.000 xài chơi hay sao? Bao nhiêu? 10.000 đô. Ít quá, đưa ông ra tòa sướng hơn. Bèo quá. Bèo hả? 10.000 đô là 3 cặp ngực rưỡi của tôi rồi đó ông nội. Trời đất ơi, bèo hả? Được rồi, ông ép tôi chứ gì, muốn thưa chứ gì, thưa đi, tôi đi hầu. 10.000 không muốn hả? Một sen cũng không có. Tôi nói cho ông biết, thưa tôi sao được. Nè, tôi cho ông coi, bất cứ bệnh nhân nào trước khi lên bàn mổ đều có làm giấy thỏa thuận cam kết với tôi. Đọc đi rồi thưa. Tờ cam kết, tôi tên là Trần Thị Tơ Liễu, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1963. Nhờ bác sĩ Võ Đình Huỳnh bơm ngực cho tôi cam đoan chịu mọi trách nhiệm nếu có điều gì sai sót xảy ra. Ký tên, Nguyễn Thị Tơ Liễu. Thưa đi, thưa đi, tôi đi hầu.
Ê Huỳnh ơi, Huỳnh. Em nghe bà này. Không thưa đi. Không. Muốn thưa bà. Không, anh đừng ép tôi mà. Không, anh đừng đọc. Không, anh đừng đọc. Anh đừng đọc, anh từ từ anh nghe tôi nói. Nói gì? Chào khán giả đi. Hai người sao sẽ đủ? Kêu hai người nữa ra mới đủ chứ. Mời cô thư ký và bà khách hàng